rất là xin lỗi mọi người tại vì lên trễ không có sớm hợp. Có một số chuyện mình kỹ thuật mình không làm được, bây giờ mình xin thăm tẩy trải bài cho các bạn ha. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là về tình và tiền. Tại vì hôm bữa giờ mình làm tình yêu nhiều quá rồi, cái lúc này mình nên làm về tiền bạc, sự nghiệp, công danh. Thì chút xíu nữa sẽ có trải bài về tình yêu. Lúc mà cũng vậy, đầu tiên sẽ là chủ đề chính, và kế tiếp hôm nay là sự nghiệp, tiền bạc, tài chính. Tại sao mình thành công, tại sao mình thất bại? Bởi vì tình yêu thì cũng phải cần có tiền bạn. Mình tạo giá trị cho cuộc sống đi, thiếu họ rất nhiều người sẽ đến bên mình. Chứ bây giờ yêu hoài cũng không được gì hết. Và bây giờ mình xin kết nối năng lượng cùng các bạn xem bài ha. Để mình sẽ thanh tẩy trước, xong rồi mình sẽ xem bài cho các bạn ha. Xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Hy vọng là trải bài hôm nay chúng ta sẽ có năng lượng tích cực cho các bạn, và các bạn sẽ nhận được thông điệp nào trong trải bài này. Và hôm nay mình sẽ làm hai chủ đề. Đầu tiên là chúng ta về công danh sự nghiệp trước. Kế tiếp là chúng ta sẽ làm về tình cảm ha. Thì hôm nay một tụ thôi, tại vì làm trong bài hai tụ thì các bạn cũng không xem hết. Và hôm nay mình sẽ sử dụng bộ bài truyền thống để mình sử dụng cho các bạn trong cái bài này. Đầu tiên mình sẽ sờ bài ba lá thôi. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ xin thông điệp vũ trụ. Và sau cái trải bài này sẽ là trải bài về tình cảm. Xin kết nối năng lượng cùng các bạn xem cái bài này. Xin thông điệp vũ trụ và trải bài. Xin cho thông điệp con đường sự nghiệp, tình duyên, mối liên hệ kiếp của bạn và tiền là gì? Làm sao để cho các bạn được thành công? Làm sao cho các bạn công ăn việc làm tốt đẹp? Lý do nào chúng ta thất bại? Lý do nào để chúng ta thành công? Tất cả những bài học chúng ta cần học trong đời này, tất cả sẽ qua trải bài này. Xin kết nối năng lượng của các bạn xem trải bài ha. Rất đẹp nha. Xin kết nối năng lượng của các bạn xem trải bài. Chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là con đường công danh sự nghiệp, mối liên hệ của bạn và tiền, sự nghiệp chúng ta là gì. Xin kết nối năng lượng của các bạn xem trải bài. Một lá, hai lá, lá cuối cùng. Và sau đây mình sẽ dở trải bài cho các bạn luôn. Đầu tiên chúng ta có lá. Trời ơi, chính kiếm hoài vậy ta mọi người. Tại sao năng lượng mọi người vậy hoài vậy trời? Chính kiếm. Trời ơi, phu kiếm, trời ơi. Trời ơi, the chariot. Trời ơi, trải bài này cũng hấp dẫn mà nha. Mọi người ơi, tại sao mọi người cứ chính kiếm ra hoài vậy ta? Tại sao cứ đau buồn tổn thương hoài vậy ta? Không hiểu luôn á. Hình như là các bạn cũng chưa có thoát ra được cái tổn thương đau buồn của mình. Các bạn vẫn còn bị cái tình cảm nó đeo bám các bạn hoài, nên tất cả cái trải bài về sự nghiệp mà cũng chính kiếm nữa. Trời chán ghê luôn á, trời không biết nói sao luôn á. Bây giờ thấy rồi, cái việc này là do vấn đề tình cảm làm các bạn không thành công thôi. Làm ăn không được thất bát cũng từ cái việc tình cảm mà ra thôi, chứ không từ đâu hết trơn. Trời ơi, tưởng sao, vì yêu mà không thành công, quê nha mới chế. Nhưng mà mình sẽ công nhân đó là gì? Chứ mình cũng đâu có để cho nó dùng cuộc đời mình mà. Chẳng lẽ vì cái tình cảm mà nó hạn chế các bạn vậy là cũng không được. Mình cũng không thích.
và mình sẽ giải thích từng trải bài cho các bạn ha. Thì chúng ta sẽ biết rồi, khi mà chính kiến xuất hiện trong một trải bài chứng tỏ là các bạn đang đau khổ tổn thương rất là nhiều. Chúng ta chưa thoát được cái việc này, mà cái chuyện này nó lại đến từ chuyện tình cảm. Mới đầu mình tưởng là chắc là cái gì nó níu kéo các bạn, không cho bạn thành công, không cho bạn có sự nghiệp. Ai ngờ vì tình mà không thành công. Bây giờ cũng hấp dẫn chứ. Nói tình yêu là con người ta hả? Không bao giờ mà có thể thoát được, buồn quá. Thì hy vọng với các bạn mình sẽ thích được vấn đề thì lý do tại đâu ha. Mình thật sự không thích cái lá chính tiền này, chính kiếm này. Thế nên mình sẽ chia hết cho các bạn. Khi mà lá chính kiếm này xuất hiện trong một trải bài thì chứng tỏ là những chuyện buồn còn đeo bám các bạn. Các bạn thực sự chưa có thoát khỏi được những cái tổn thương đau buồn của mình. Các bạn còn đắm chìm trong cái sự đau khổ. Mà cái này mình nói rồi, cái trải bài hôm trước mình cũng nói với các bạn rồi. Chính kiếm là sao? Mình chưa có thoát được cái đau khổ này. Mà cái đau khổ này bạn còn một bậc nữa là coi như là bạn xuống lỗ luôn á. Mình nói thiệt, nếu như bạn cứ tiếp tục cái năng lượng này. Cái năng lượng này không phải năng lượng tốt để cho các bạn cứ vậy hoài. Bởi giờ mình thấy đi, một bộ bài 10 kiếm, một bộ bài bộ kiếm nó có 10 lá. Bây giờ các bạn đang đau khổ ở bậc thứ 9 rồi. Bây giờ nếu như các bạn còn một bậc nữa thôi là chúng ta có thể là chúng ta ngã quỵ luôn. Bây giờ còn cơ hội cuối cùng, có chịu ngồi dậy để thoát ra hay không, hay cứ vậy hoài. Bởi vì còn khi một bậc nữa là các bạn ngã quỵ, mà ngã quỵ cái là sụm nụ ha. Sụm nụ là vừa cái gì cũng sức khỏe cũng không có, tiền bạc không có, tình yêu không có. Bây giờ mất tình rồi, có muốn mất tiền luôn không, có muốn mất mạng luôn không, thì các bạn nên suy nghĩ chỗ này. Tại vì mức chịu đựng các bạn là chính kiếm rồi, tức là còn một cây nữa thôi là nó lấy luôn các thay những gì chúng ta đang còn lại, còn sót lại. Nên cái năng lượng này nè là cái năng lượng còn vẫn còn đeo bám các bạn, những khó khăn, những tổn thương đến từ tình cảm. Chúng ta chưa có chịu buông bỏ nó ra, chúng ta còn vẫn để đó treo trên đầu của mình. Mà chính cái chuyện này cản trở các bạn đến trường công danh sự nghiệp. Tất cả mọi thứ thất bại, từ việc làm ăn, công danh, kinh doanh, buôn bán ế, làm không có tiền, sếp la, làm cái gì hư cái đó, đến từ tình cảm. Có đáng không? Có đáng không? Có đáng không? Có đáng không? Các bạn suy nghĩ đi. Mà các bạn có thấy tự nhiên mình để cho cuộc đời mình, để cho một cái người xa lạ, một cái người dưng bước vào cuộc đời mình, cuối cùng họ tước đoạt đi hết tất cả những gì mình có, từ sức khỏe, mối quan hệ, tiền bạc, công danh sự nghiệp, có đáng không? Nếu như cái ngay cái thời điểm này các bạn nhận biết được rằng cái đau khổ tổn thương này đến từ một cái người dưng ngược lối, một cái người mà không xứng đáng để các bạn yêu thương, thì theo bạn, tại sao chúng ta thất bại để cho người ta cười mình? Tại sao chúng ta sức khỏe kém để cho người ta thương hại mình? Tại sao mình nghèo để người ta khinh? Khi bạn mà sống trong cái trường năng lượng này, tức là lúc bạn để cho cái người dưng ngược lối đó, người ta cười vô mặt mình. Có muốn vậy không? Mọi thứ trên đời này sự lựa chọn thôi bạn. Bởi vì cái năng lượng là gì? Năng lượng này tổn thương đau buồn tiêu cực kinh khủng khiếp, tới chín thanh kiếm nó đang san lẫn nhau này không? Hàng đêm dậy khóc nè, khóc à, hỏi hỡi ơi tình là gì nè, làm cho người ta tâm sầu bạch xác. Thì ở đây các bạn đang trong cái năng lượng này, chưa dứt được cái người dưng đó. Tại sao vậy ta? Mình không hiểu luôn. Bạn nghĩ là bạn làm gì bạn hay hả? Muốn nhận lấy cái sự thương hại từ người đó hả? Để cho công danh sự nghiệp tiền tài mình nó trôi đi theo xuống sông xuống biển, đi cùng những người đó luôn hả? Đã mất người yêu rồi, chẳng lẽ giờ mất tiền, mất bạc, mất luôn sự nghiệp thì các bạn mới cảm thấy là mình vui? Thì còn một bước thôi, 10 kiếm đưa bạn xuống lỗ luôn. Còn một bước nữa các bạn được xuống địa ngục rồi, yên tâm. Nếu như giữ vậy hoài, tại vì 9 rồi, 10 là hết. Một chu kỳ của sự đau khổ là từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Cái khúc này mà không thay đổi khúc nào nữa các bạn. Còn một lúc nữa là mình đi luôn đó, thì mình chọn đi. Thì ở đây
mình không nói các bạn chờ người yêu cũng là sai, nhưng mà cái chuyện chờ người yêu cũng đau khổ để cho ảnh hưởng đến sự nghiệp tiền tài của mình là cái dại của mình. Trời ơi, nếu như là người khác, người ta lấy cái biến đau thương thành sức mạnh, tạo nên giá trị, người ta bỏ mình phải đẹp hơn, mình phải giỏi hơn, để người ta tiếc. Không có cách nào trả thù đẹp bằng cách là mình đẹp hơn, mình giàu hơn, mình giỏi hơn nó hết trơn. Tất cả mọi thứ trên đời này, cách trả thù ngọt ngào nhất mà đẹp nhất mà hấp dẫn nhất chỉ là cái đó. Còn cái này là gì? Thua cuộc từ trong trứng nước, thua cuộc từ ngay khúc khởi đầu, nó chỉ là chiến thắng. Đừng có hòng mà quay lại trận yêu cũ, không có chuyện đó xảy ra. Đừng hòng có tiền khi cái gì hoài, không có gì mà xảy ra dưới một cái năng lượng mà chính thanh kiếm nó đang sang trên đầu mình. Làm gì được? Không có làm được gì hết, ngoài cái chuyện ngồi khóc thôi, tủi thân hờn trận trách móc thôi, rồi còn một bước nữa đi luôn. Các bạn sợ hãi lo lắng, mà lo lắng gì ai? Lo dấn đi cái người dương ngực lối. Các bạn sợ bị bỏ rơi, mà ta bỏ rồi chứ còn gì nữa mà không bỏ. Bị ám ảnh vì người yêu cũ, để cho mọi thứ buôn bán cũng ế, làm việc bị xếp la, làm cái gì hư cái đó. Mối quan hệ gãi đổ, con người thì xanh xao gầy ốm o gầy mòn. Trời ơi, nhìn lại mình đi, có hơi nhờ nhìn thấy vô gương thử không? Hay chắc hay chính thanh kiếm không, chứ không thấy mình ở đâu đó. Ốm quá ai thấy được. Bởi vì các bạn đang bị nỗi đau, các bạn không muốn thoát ra khỏi gánh nặng về tình cảm. Các bạn cảm thấy không thoải mái khi mình làm gì hết, bởi vì cái năng lượng này sẽ làm nổ các bạn. Con người bình thường đi còn mệt, đeo chính thanh kiếm, chính cái nỗi buồn. Tại sao anh ta bỏ tôi vậy? Tôi làm gì mà anh ta bỏ tôi? Tôi có xấu xí không? Bộ tôi tệ lắm hả? Bộ tôi không xứng với anh hả? Anh yêu con nào phải không? Rồi sao vậy? Mình không, tại mình nghèo tâm thương mình phải không? Tại tôi xấu quá, tôi lùn quá không? Quá trời, cái tiêu cực nó dồn vô vậy nè. Làm sao mà ngóc đầu lên gục luôn được không? Gục ngã là lá bài này. Lá bài này mình đặt là chính nỗi buồn, sắp gục ngã. Trời, tôi ghét lá bài dễ sợ, tôi ra ngoài tôi không hiểu luôn. Mình, cái này là năng lượng rất là tệ nha. Mình không muốn các bạn giữ năng lượng nữa. Tại cái năng lượng này làm cho các bạn lo lắng, hoang tưởng, căng thẳng này. Không có cơ hội để phát triển, nó chỉ là tiền. Bây giờ đứng còn không nổi hay làm sao mà kiếm tiền được. Xem cái trải bài kiếm tiền mà vô, vừa đầu vô lại, thấy mất năng lượng rồi đó. Chán ghê luôn. Cái năng lượng, trời tức quá đi trời. Sao không phải là hiệp sĩ đi? Tự nhiên vô cái chính kiếm này đau buồn tổn thương, sắp chết rồi đó mấy chế ơi. Trời ơi, tôi tưởng cái gì đẹp đẽ lắm, ai ngờ chính kiếm. Đây là cái tình trạng hiện tại các bạn nè. Giờ các bạn nhìn lại đi, có phải mình đang cái năng lượng này không? Thì cái năng lượng đeo bám, chính nó là cái nguyên nhân, là cái hậu quả, là cái kết quả hiện tại bạn đang có. Tại sao mình nghèo? Tại sao mình không có tiền? Tại sao mình thất bại? Tại sao mình bị xếp la? Tại vì cái chính kiếm này, nó đến từ tình cảm giải đổ, đến từ cái người chưng tạo ra. Rồi mình hỏi một câu hỏi lớn là, có đáng không? Tiếp theo. Và bây giờ chúng ta phải hành động gì để chúng ta có tiền, chúng ta có sự nghiệp, biết là lị tình rồi đó. Cái lị tình này sẽ đem đến cho chúng ta cái gì? Chắc là lị hoài các bạn. Lị hoài rồi á, chắc tháng sau á, có bạn nào có gửi tiền phúng điếu, mình sẽ gửi tiền phúng điếu cho các bạn, sắp xuống rồi đó. Tại khi một bậc nó là xuống lỗ. Bây giờ mình không thoát khỏi đi, tại vì cái năng lượng nó rất là xấu nè. Mình để cho các bạn thấy nè. Chính kiến bây giờ nè, đây là cái hành động các bạn cần phải làm. Mà ở đây còn không muốn hành động luôn mà không? Các bạn cũng không muốn bây giờ bị sụng lụi đó. Cái kiểu vậy là bây giờ chỉ có lết thôi chứ đi không nổi. Cái đau buồn tổn thương nó chiếm lấy hết toàn bộ cuộc sống của các bạn rồi. Bây giờ tất cả những cái gì đang diễn ra trong đầu các bạn là chỉ làm sao để cho anh ta trở lại với mình thôi. Chứ ngoài ra không có gì hết ngoài chuyện đó. Tính nỗi du kiếm mà còn phải thua, các bạn phải lật đầu ngược nè. Sợ bạn quá, sợ cái năng lượng này quá. Phải chổng đầu ngược nè. Trời ơi, con muốn gì nữa con ơi, yêu như vậy chưa đủ hay sao? Đau khổ chưa đủ không? Bây giờ muốn cho nghèo, muốn cho đói mới hài lòng hả? Mất người yêu rồi, giờ muốn mất tiền, mất luôn bạc, mất sự nghiệp mới hài lòng hả con? Bạn thấy không?
bản thân mình không bao giờ mình muốn ra một bài nữa, nhưng mà hiện tại mình đảm bảo hết 80% các bạn đang trả bài này, các bạn đang bị một cái năng lượng là người yêu cũ đeo bám mà không làm được gì hết ngoài cái chuyện là ngồi khóc. Khóc một dòng sông có ai nghe đâu, người ta nghe, người ta đã nghe rồi bạn, người ta thương mình, người ta đã quay lại rồi, người ta thương mình, người ta lại quay cứu vớt đời mình, cho mình 100 triệu để xây dựng cuộc đời rồi, ở đây có không? Không. Người ta trời ơi tức quá không biết, nó không nói được luôn á. Gạt lá bài thì mình ghét lá bài này dễ sợ luôn á. Bởi vì đây nè, một lá bài nè, mong là các bạn phải kỷ luật là bản thân của mình. Khúc này mà các bạn không thay đổi nên là bạn muốn khi nào nữa. Cái tình huống hiện tại các bạn á, bạn đang đắm chìm cái sự đau khổ này. Nó bám sát vào cuộc đời của mình. Chẳng lẽ mình để cho cuộc đời mình bị cái độ đau buồn tổn thương bởi cái người này làm cho mình khổ hả? Cho thấy là các bạn đang để cho nó ám vào cuộc đời mình rất là mạnh mẽ. Bây giờ bạn cần phải sử dụng trí tuệ của du kiếm này. Bây giờ cái kiếm mới làm mình đau khổ, lấy độc trị độc các bạn. Người ta sử dụng cái năng lượng là lý trí, người ta chơi mình thì mình sử dụng năng lượng y chang vậy. Ở đây mình có một thông điệp muốn gửi nè. Các bạn đừng có nghĩ là mình là người tử tế, người tốt, người lương thiện là các bạn sẽ được kết quả tốt ha. Tất cả những người lương thiện nè, người tử tế nè, người hướng thiện lúc nào cũng sẽ là người đau khổ và tệ bạc, là nói chung là khổ nhất trong cuộc đời này. Chắc chắn luôn. Ở đây sử dụng lý trí du kiếm. Nó chơi cái gì mình chơi cái đó. Tại vì sao? Khi mà bạn cứ đặt cái mục tiêu đạo đức lương thiện tốt tử tế làm cái hành trang bước vào đời để mình sống đó, thì bị mấy thằng này nè nó làm cho mình gục ngã thôi. Cái đó là cái giá trị con người mình, cái đó là cái lý tưởng của mình, nhưng mình không có thể sống cái lý tưởng đó để mình áp dụng vào cuộc sống của mình, nó không đúng. Lý trí du ký muốn nói các bạn cái gì? Khi mà các bạn lấy cái lý tưởng là mình lương thiện, mình tử tế làm cái kim chỉ nam cho cuộc sống, nhưng mà mình phải hành động giống như kẻ thù của mình hành động với mình vậy đó. Lương thiện không, mình phải sử dụng chiêu trò các bạn, mình phải dùng thủ thuật các bạn, người biết mình biết thao túng tâm lý các bạn. Đương nhiên người ta thao túng tâm lý người ta vì cái mục đích xấu, mình thao túng tâm lý vì cái mục đích đẹp. Chứ đừng nói hụt thao túng tâm lý là sai nha các bạn, đừng nói sử dụng mánh khóe là sai nha các bạn. Bây giờ quan trọng nè, giữa cái lương thiện tử tế với cái kết quả cuối cùng á, là bạn muốn cái gì? Ở đây á, người ta muốn nhìn cái kết quả cuối cùng. Cái lý tưởng cuối cùng các bạn là mình giàu có để mình giúp người khác, mình sống lương thiện. Thì lấy cái kết quả đó làm cái hướng đi. Rồi con đường đến đó chúng ta phải sử dụng cái thủ thuật mánh khóe, thao túng tâm lý để chúng ta đối phó với đời. Thì chúng ta mới giàu được, chúng ta mới có tiền được. Ở đây cái người thông minh là người ta lấy cái bài học của mấy thằng xảo trá, mấy cái đứa mà lừa gạt này, mình áp dụng cho cuộc sống của mình để làm chi? Để mình làm cho cuộc sống mình tốt hơn. Trên đời này mấy đứa mà càng ác, càng xảo quyệt, càng tinh ranh, nó càng giàu, nó càng thành công. Tại vì tụi nó khôn lắm, nó sử dụng bất chấp. Ở đây mình sử dụng cái năng lượng thông minh của nó, nhưng mà mình sử dụng có tình người trong đây, chứ không phải như tụi nó. Tụi nó bất chấp ở đây sử dụng mánh khóe của tụi nó để chỉ để mình thành công, mình giúp người khác. Ở đây mình thấy rất nhiều bạn, Cơ Bì nói là Cơ Bì không phải là người tốt, mình sống lương thiện, mình tử tế, nhưng mình mánh khóe lắm các bạn, mình chiêu trò lắm, mình rất hung dữ luôn. Tại sao ra đường để chúng ta ăn hiếp làm gì? Không có để ai ăn hiếp mình trên đường này, nó mắc dạy mình, mắc dạy lại. Nhưng mà cách mình đối mình làm lại với người đó, mình làm kiểu thông minh đó. Mình nói trên đầu với người đó, mình sử dụng văn chương đó, mà người đó ta gục ngã luôn. Chứ đừng sợ là phản bác, là phản bác không có sai, nhưng mà các bạn phản bác như thế nào, mình sử dụng cái phản bác văn minh lịch sự, mình còn hơn cái đứa nó chửi cha mắng mẹ mình nữa các bạn. Đừng có nhường ai đây, không có nhường nha. Đây không phải là chỗ thầy tu, cũng không phải là linh mục, đây là đời. Đời là phải như vậy. Cái lương thiện, cái tử tế của mình là cái kim chỉ nam mình hướng tới, nhưng mà cái kết quả cuối cùng vẫn là quan trọng. Trên đời này người ta so sánh hơn nhau ở chỗ kết quả. Bây giờ giàu đi, có tiền đi, hãy nói chuyện với tao.
chứ tôi chứ không có gì hết. Mãi mà cái tiếng nói của mình vẫn là cái tiếng nói của kẻ thấp bé, không được gì hết ngoài cái chuyện là thất bại ê chề. Đừng mơ tới tình cảm. Tình cảm sẽ không có cho những người thất bại. Giờ các bạn nghiệm đi, tại sao mình không lấy cái năng lượng của mấy đứa nó gạt mình, mấy đứa mà mánh khóe sử dụng vô cái mình làm việc đi. Tại sao cái con kế bên nó bán đắt? Lý do tại sao nó bán đắt phải nghĩ được chứ. Lý do gì? Mình áp dụng cái phương pháp đó vô cái việc mình làm. Nhưng mà ở đây gì? Hay dù nó làm ác quá thì mình làm sao cách của nó, nhưng mình làm không có ác. Kiểu mình cải thiện, mình cải biên lại đó, giống như mình ăn cắp văn mẫu, nhưng mà đừng để cho cô giáo biết thì mình phải cải biên chứ. Nhưng mà quan trọng mình là người tốt, mình cải biên theo cái chiều hướng tốt. Còn nó xấu, nó cải biên kêu xấu, thì bây giờ mình phải làm như vậy. Người ta mánh khóe, mình phải mánh khóe với các bạn. Chẳng lẽ giờ nó mánh khóe, nó bán đắt không? Mà để mình ế, rồi mình sập tiệm luôn hả? Rồi cuối cùng ai nuôi con mình, nuôi gia đình mình? Có phải mình chết không? Đừng có chữ lương thiện tử tế đâu có đúng. Thương trường là chiến trường. Biết là mình có cái tử tế lương thiện là cái kim chỉ nam mình đội trên đầu á, nhưng mà nó không phải là cái để cho cái tay bạn kiếm tiền. Bạn kiếm tiền bạn lương thiện quá, bạn tử tế quá, có nước bạn đưa người ta ăn hết. Đó, cái thất bại nằm chỗ này nè. Mình nghĩ chắc không có ai chia sẻ với bạn về cái chuyện này đâu. Cứ nói bạn sẽ sống tốt đi, lương thiện sẽ trời bù đắp, kiếp sau đi mọi người ơi. Tại vì mình phải thể hiện cái quan điểm mình, du ký mà xuất hiện nó là tôi có cái quan điểm của tôi. Đạt được mục tiêu bất chấp. Nhưng mà quan trọng cái bất chấp mình tiến tới cái thành công đó, kiếm tiền đó, mình cái sử dụng năng lượng gì? Mình sử dụng năng lượng là mình hại người là không được nha. Mình nói các bạn là sử dụng mánh khóe, mánh khóe các bạn phải sự thông minh khéo léo, mình áp dụng vào cái trường hợp của mình. Chứ cái việc mà các bạn làm cái gì phi pháp hay là hại người là mình không có đồng ý đây. Du kiếm không cho cái năng lượng đó. Du kiếm nói rằng mình phải nói lên quan điểm của mình, quyết liệt đạt được mục tiêu, không có nhún nhường trước kẻ thù. Con nhỏ kế bên nó bán đắt thì ta phải làm sạch bán đắt hơn con kế bên, chứ không kiểu là nó bán đắt và dọn chỗ khác bán, không có chuyện đó, không có nhường ai hết đây hết trơn á. Cuộc đời là chiến trường mà, lên một cái ván bài cha con không phải là cha con mà các bạn. Ông mà bây giờ sao? Bây giờ phải sự nhạy bén nè, quan sát nè, tại sao cái thằng này nó lại thành công, nó được xếp thương, nó được thành công, nó được lên trước mình không được lên, mình là tối càng mình cứ nhận hoài. Học nó bạn, học nó, coi nó cái gì, quan sát đi, làm cái gì mà được xếp thương vậy? Có phải là khi mà sếp mà giao cho nó cái gì đó nó làm liền, đưa sếp liền không? Nó ưu tiên sếp trước tiên không? Mình bắt chước. Nó biết nói chuyện với sếp, nó biết nói chuyện với sếp nè, nó nịnh sếp nè, mình bắt chước. Người ta biết giao tiếp với sếp là người ta có khả năng giao tiếp, mình không biết làm là tại vì mình dở. Người ta làm được là mình lập nên, thành ra đừng có nói tại sao hàng nó thành công hơn, tại vì nó biết, nó có kỹ năng mềm, mình không có kỹ năng mềm giao tiếp thì đi học. Tại sao nó lượt lên lương nó, đưa nó 100 triệu mà mình có 10 triệu, học nó, lý do tại sao, có bao giờ bạn đặt câu hỏi không? Đặt câu hỏi là tại sao cái người đó họ kinh doanh thành công, tại sao cái hàng này nó thành công hơn tôi? Có bao giờ bạn đặt lên so sánh không? Mình đặt lên mỗi ngày luôn các bạn. Để chứ không phải là mình hạ triệt, để chứ để mình thấy mình phát triển hơn, mỗi ngày mình phải hơn chứ, hôm nay tôi phải hơn hôm qua hôm sau phải hơn nữa chứ, chứ chẳng lẽ giờ bạn dậm chân tại chỗ, tháng này tôi kiếm 100 triệu tháng sau tôi kiếm 120 chứ, ở đây là mình là vậy đó. Thí dụ đi, bây giờ trong một môi trường làm việc, cái đứa kế bên nó giỏi vậy, lý do tại sao nó giỏi, mình phải bắt chước nó chứ. Chứ đừng không kệ, trời tôi không thèm, không để rồi sao, để mình lại mãi mãi là người thua cuộc, để tiếng nói của mình mãi mãi là thấp bé. Quan sát đây này, học hỏi nhạy bén để thay đổi, để mình giống nó. Nhưng mình giống nó với một cái phiên bản gì? Với một cái phiên bản hoàn hảo, một cái phiên bản lương thiện và tử tế. Ở đây là cái phiên bản bị lỗi. Cái thông minh của Du Kiếm là vậy các bạn. Trời ơi, hay lắm các bạn. Bài Tarot nó hay vô cùng luôn các bạn. Mình nói các bạn nghe, biết bài Tarot là mình biết được cả cuộc đời luôn á. Cái kiểu nó dài, mình thâm sâu lắm. Bộ bài Tarot nó xuất hiện ở Ai Cập, nó có mấy trăm năm rồi. Du Kiếm là sao? Quan sát nhạy bén, thấy cái đứa kia bên tại sao nó thành công, tại sao nó được yêu, nó có yêu thương nó, học nó.
con người chúng ta sinh ra trên đời chúng ta học hỏi mà. Cái người nào mà không học hỏi là cái người đó, mình nói thiệt á, không xứng đáng để làm người. Bản thân chúng ta xuất hiện trên đời là chúng ta học hỏi để ta phát triển hơn. Mình phải hơn mình, bản thân mình phát triển bản thân là vậy đó. Học từ người khác không cần đâu xa. Bây giờ cơ bản là bây giờ nó giỏi hơn mình, lý do tại sao giờ nó làm nhanh hơn mình, lý do tại sao làm nhanh. Có phải nó bớt công đoạn không? Có phải là nó mua cái vật liệu nó tốt hơn không? Hay là nó mặc đồ thoải mái hơn mình không? Mình bỏ đồ chặt phải không? Hay là tại vì nó lạc quan, nó yêu đời, mình tiêu cực phải không? Mình phải đặt ra hai cột chứ. Bây giờ mình sâu vô vấn đề của mình nè. Tại sao mình sự nghiệp không được? Nhìn sâu vô, càng sâu, sử dụng logic thông minh áp dụng. Ra mai làm thử đi. Có thấy đúng không? Áp dụng liền. Trí tuệ, du ký mà xuất hiện là nói là ở đây con phải sống trí tuệ logic chứ con không được tình cảm như mấy thằng ly nữa. Mấy đứa bộ ly nó cảm xúc quá. Kiếm là sao? Sắc bén logic, tư duy, thực tế. Tiêu chuẩn đạo đức của du kiếm cao lắm nha các bạn. Nhưng mà ông ta đặt cái lợi ích tiêu chuẩn ở trên phía sau không nè. Nhưng mà ông ta hành động rất là sắc bén nè. Sẵn sàng chém đứa nào mà nó cản đường nè. Cái đó mới là năng lượng với đời. Kiểm soát cảm xúc nữa. Đi làm ăn mà cảm xúc thấy đứa này dễ thương quá, cái bán rẻ cho nó, rồi nó gạt luôn. Mình nói thiệt các bạn, trong cái việc làm ăn, tuyệt đối không có sử dụng tình người ở đây. Các bạn có nghe một con câu không? Một con sâu làm sầu nồi canh không? Một tập thể khi mà có một đứa nó dở là nguyên cái đó nó dẹp luôn đó. Mình có thể tình cảm cho mối quan hệ, nhưng tuyệt đối trong làm ăn phải rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai, 100 là 100, 101, 101, chứ không có 99 thành 100, hay 99 thành 98 nha. Mọi người hay sử dụng lộn năng lượng lắm, đâu đó phải rõ ràng, làm việc, tình yêu rồi tình yêu. Trong tình cảm mà đem vô tình làm việc đem tình cảm yêu là bảo đảm dẹp tiệm sớm, khỏi cần coi bói, chắc chắn. Các bạn thấy không? Bây giờ mình có thúc đẩy bản thân mình trở thành cái người giỏi nhất trong lĩnh vực mình làm không? Phải số 1 các bạn, không có số 2. Người ta làm được. Người ta cũng có hai tay, hai chân. Người ta cũng có các cái đầu. Mình cũng có khó y chang chứ mình có thiếu gì không? Tại sao cái con cái bên nó bán đắt hơn? Mình làm không được, là mình dở. Nếu dở vậy là không có quán cách. Chấp nhận nó im lặng. Không có im. Chịu thua nó, gặp nó cúi đầu chào, bái sư phụ. Còn muốn bằng nó, bắt chước nó. Đơn giản, cuộc đời là lựa chọn thôi. Muốn ai, muốn thành công thì làm vậy. Mình phải bỏ ra những cái thói quen mà nó kìm hãm các bạn. Cái nào nó còn đeo bám các bạn là không thành công bằng cái người kế bên. Bạn phải thấy được chứ. Mình phải đem lên cái bàn cân mình so sánh tại sao cái đứa ngồi kế bên mình nó giỏi hơn mình. Mình bỏ qua bớt cái quy trình nè, mình bỏ những cái thói quen xấu nè, mình bỏ cái tiêu cực nè, bắt chước nó. Lý do người ta thành công là người ta có cái gì hơn mình ta mới thành công các bạn, chứ không phải là may mắn đâu. May mắn là một phần thôi. Mình nói các bạn nghe nè, trên đời nè, chỉ có 1% những người xuất sắc họ nắm hết tất cả củ cải trong xã hội này. Chỉ cần bạn hơn cái hàng kế bên 1% thôi là coi như bạn hơn nó rồi, bạn nắm cái phần thắng rồi. Bây giờ cùng trong một cái chỗ làm việc, bạn chỉ cần hơn cái đứa kế bên 1% thôi là coi như bạn ăn hết của nó luôn đó. Do đó tại sao mình không phấn đấu mình hơn nó 1% đi, mắt mới về cho nó hơn mình 1% thì chỉ cần mình thay đổi nhỏ. Bây giờ giữa buôn bán đi, bây giờ tại sao nó đóng gói đẹp hơn mình là nó hơn mày 1% rồi đó. Bây giờ mình bắt chước mình đóng gói đẹp hơn nó, tại sao cái vật liệu nó tốt hơn mình thì mình bắt chước mình làm cái vật liệu mình tốt hơn. Chỉ cần tất cả những gì bạn làm, bạn hơn đối thủ các bạn 1% thôi là coi như là cái thị trường nó thuộc về bạn. Cái này á là cái nghiên cứu đúc kết của bí mật về tiền bạc, bí mật của người thành công. Không cần phải rất sâu xa, mình không cần học đọc cho mệt, mình tóm gọn các bạn cuốn sách dài 200 trang tóm gọn lại 2 câu thôi. Bây giờ xem đối thủ của mình nó hơn mình 1% cái gì, cố gắng phải kiếm cái gì hơn nó. Thí dụ nó mang đôi, nó làm cái gì nhanh hơn mình làm phải nhanh hơn nó một bậc, chỉ cần 1% thôi các bạn, không cần phải gấp đôi. Thí dụ nó đóng gói cái đó sản phẩm nó màu sắc đẹp hơn, kiếm cái màu sắc đẹp hơn nó,
thí dụ nó nguyên liệu nó tốt mình kiếm gì tốt hơn nó, cái địa điểm nó tốt hơn mình kiếm gì cái địa điểm tốt hơn nó. Mình phải luôn luôn cố gắng kiếm cái gì mình hơn cái hàng này là 1% để mình ăn hết của nó luôn. Cái thành công, cái bí quyết thành công nằm chỗ này nè các bạn, là tức là gì, chỉ cần bạn hơn 1% cái đối thủ các bạn là coi như cái phần thắng thuộc về bạn. Và trên thế giới này của cải thành công vật chất thuộc về cái người mà biết lúc nào cũng hơn cái 1% cái đối thủ của mình. Mà nghiệm đi, thí dụ mình trải bài tarot nè, mình hơn cái đối thủ mình là mình đặt dụng gì là mình hơn nè, thấy không mình sử dụng đèn led là mình hơn nè, thấy không, mình sử dụng cái tượng Phật là mình hơn nè, thấy không, mình sử dụng nến là mình hơn, thấy không, cái này cái hơn đó. Mình phải xem cái đứa xem tarot kế bên mình nó làm cái gì. Bây giờ nó mua một bộ bài, tôi mua hai bộ bài. Bây giờ nó chơi khói, tôi chơi ba cái khói. Bây giờ nó sắm tượng, tôi sắm bốn cái tượng. Mình phải trong cái việc làm mình phải hơn thua vậy các bạn, mình mới thắng ta được các bạn. Cái này mình nói đương nhiên cái việc tử tế lương thiện lúc nào cũng là cái kim chỉ nam của mình. Vấn đề ở đây là gì? Mình phát triển tư duy của kẻ thù với tinh thần tích cực, tinh thần lương thiện. Cái người này, họ cái tinh thần họ tiêu cực, họ lương hay là gạt người là khác. Ở đây, copy bắt chước quy trình, bắt chước thói quen, nhưng mình biến chuyển hành của mình, biến chuyển thành cái theo cái lương thiện và tử tế. Các bạn có thấy phải là mình là cái người khai sáng cuộc đời mình không? Cũng lương thiện đó. Chúng ta học cái mánh khóe, cái thủ đoạn của đối thủ để chúng ta biến cái mánh khóe thủ đoạn đó thành cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái bài học để chúng ta thành công như kiếm thôi. Bây giờ bạn có thấy mình ở tương lai là cái gì không? Mình phải đặt mục tiêu chứ. Bây giờ mình phải muốn làm vua hay muốn làm thằng buôn sĩ? Lựa chọn đặt mục tiêu làm vua nè thì phải kiếm cái gì hơn cái đứa kế bên. Hai đứa cùng chạy trên chiến trường, bây giờ phải cố gắng chạy hơn nó một bậc để nó phía sau, hay là muốn lùi vậy. Cuộc đua mình phải hơn nó, dù một bước chân cũng là hơn các bạn, dù là một thay đổi nhỏ hơn là mình cũng hơn đứa đối thủ thôi. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi là mình phải làm sao mình hơn cái đối thủ mình chưa? Nếu chưa là bây giờ đặt đi ha, bạn sẽ thấy được cái việc đó nó kinh khủng khiếp lắm, là các bạn thấy bạn sẽ thành công cỡ nào. Không cần phải ai học gì cho mệt, chỉ vậy thôi. Mình giỏi trong lĩnh vực, mình chỉ hơn cái hàng đối diện mình 1% là coi như là mình thắng rồi. Trời ơi, cái đó là cái gì? Cái này là cái thiết chiếm ưu thế các bạn. Cái này được các nhà tâm lý học sử dụng, người ta nghiên cứu rất là lâu rồi. Đây là một cái thiết cực kỳ hay luôn. Bạn chỉ cần nắm 1% cái việc khác biệt hiệu sức so với cái đối tác còn lại, thì tất cả cái mọi thứ, cái lượng này nó tập trung cái phần thưởng cuối cùng thuộc về bạn hết. Mà cái này bạn sẽ trở thành kẻ thống trị tất cả các lĩnh vực và ngành nghề các bạn tham gia luôn. Quá trình mình tích lũy cái 1% hơn đối thủ của mình chính là cái động cơ để bạn đang sử dụng cái quy luật 80/20. Các bạn có nghe quy luật đó chưa vậy? Quy luật 80/20 là tất cả cái việc các bạn đang làm, chỉ cần mình tập trung vào 20% là coi như mình ăn hết 100%. Còn những người ta khờ lắm. Người ta không biết cái trọng tâm, cái chủ yếu của việc đó là cái gì. Họ làm thiệt liên mang, họ làm 80% liên mang, không tập trung vào cái cốt yếu nhất của vấn đề. Ở đây cái người thông minh là người biết nhìn ra được cái 20% cốt yếu để chúng ta thành công là cái gì, để người ta tập trung vào đó. Cái người mà dở là cái chuyên gia tập trung cái gì ở ngoài. Thí dụ như bán xôi đi, phải tập trung vào kiếm nếp ngon. Đây để làm gì? Kiếm mấy phụ màu, gia liệu, kiếm cái gì không tập trung vào nếp, không tập trung vào cách nấu, cứ tập trung nhiều chuyện không à. Ở đây người ta biết xôi ngon là nhờ phải hấp vậy, kiếm vật liệu ngon, kiếm cái hạt lúa sao, hạt gạo sao để cho nấu sao cho ngon, nấu bao nhiêu phút cho ngon. Người ta tập trung vào chất lượng, ở đây tập trung với nhiều chuyện, tập trung sao là làm sao bán hơn con nhỏ này, hữu thực này kia, không có đúng. Hơn nhau 20% đó. Các bạn ơi, cái 1% lợi thế này nó kinh khủng khiếp đó, là bạn sẽ nhận gấp 100.000 phần thưởng so với đối thủ mình luôn. Và mai đi làm thử áp dụng đi, mình thấy nó kinh khủng khiếp lắm. Và mình tiếp tục ha, cái kết quả của cái việc mà để cho các bạn thành công trong sự nghiệp là gì? Đây chúng ta có lá bài là
The Chariot. Lá bài này hay lắm á. Lá bài The Chariot đó là cuộc đời mình. Mình là cái người cởi cái con ngựa. Cái quyết định mình là con đen hay con trắng là do mình. Mình muốn mình thấp hèn thì mình chọn thấp hèn. Mình muốn mình cao sang, mình chọn cao sang. Ở đây bạn cầm cái cương này, bạn có quyền quyết định cuộc đời của mình. Trời ơi, trải bài ra hay quá các bạn. Đang có trải bài sự nghiệp mà nói hay quá. Ra cái bài đúng quá luôn á. Tại vì lá bài này đã nói tới kiếm nè. Du kiếm là phải hành động nè. Thực tế kiếm phải là quyết liệt nè. Phải thương trường những chiến trường nè. Bạn là cái người điều khiển nhân sư. Bên trắng bên đen mình chọn đi. Mình muốn mình là cái gì? Bạn muốn tốc độ nhanh hay chậm? Bạn có cây nè. Mình hút cho con ngựa để mình đi nè. Lựa đi. Muốn đi chậm hay nhanh tình tùy mình thôi. Vấn đề ở đây có muốn không? Có muốn thoát khỏi đau buồn để mình làm gì không? Bây giờ mình thấy cái hình ảnh mình đau buồn vậy. Với hình ảnh này mình thích hình ảnh nào? Và theo bạn nghĩ cái người yêu cũ của bạn thích nhìn hình ảnh nào? Thích nhìn hình ảnh này hay hình ảnh này? Hay hình ảnh này? Đó, mình thấy đi. Một cái năng lượng tiêu cực vô cùng đang thui à. Đây là bầu trời vàng khè. Ngồi ngay vàng, quần áo đẹp, ở đây mặc đồ ngủ. Người ai muốn gần? Bây giờ mình đặt câu hỏi, có ai mình muốn ở gần một người giống vậy không? Giờ mình đặt câu hỏi trên cuộc đời này, thành công nào đến với cái người như vậy? Tình yêu nào đến với người như vậy? Tình yêu chỉ đến với người như vậy. Những anh chàng khôn ngôn tướng tú, có nhà, có xe, có cửa, có sự nghiệp, có tiền tài, có thành công, có sắc đẹp, có tiền, có lâu đài, có xe, có cỏ ở đây. Kiếm không mà. Ai dám vô các bạn? Không ai dám vô hết trơn. Gục ngã ở đây. Thành công, sang trọng, quý phái, đẹp đẽ, tươi sáng. Ôm nhôm, đây, cường tráng, diễm lệ nè. Ở đây chúng ta sinh ra ai giống nhau, rất nghèo già giống nhau hết. Nhưng mà quan trọng cái ý chí của bạn có vượt lên được cái này hay không là chuyện của mình. Chúng ta có hai cái tay hay cái chân, tại sao nó làm được mình không làm được thì đặt câu hỏi ở đây. Tất cả mọi thứ bây giờ nè, tại sao nó làm được mình không làm được? Đó là cách mình giải trả lời câu hỏi mình đó. Không cần phải học cái gì cho sao, tại sao người ta làm được? Có chịu quan sát không? Có chịu học hỏi không? Có chịu thay đổi không? Mà khi lá bài này xuất hiện á, cho thấy là các bạn á cần phải thay đổi. Các bạn có cái quyền trượng trên tay để các bạn thay đổi mọi thứ trong cuộc sống này. Chúng ta có quyền trượng, chúng ta có cổ xe ngựa, chúng ta có hai con ngựa luôn. Bây giờ chọn mình sống cái nào. Trải bài đó bạn sẽ thành công, bạn sẽ có được tất cả nếu như bạn chỉ buông bỏ cái data bộ tổn thương này. Bởi vì nó không đem lại gì hết ngoài cái việc bạn thất bại. Và các bạn có thấy được niềm vui trong cái việc bạn làm không? Bây giờ công việc đó dù có nhàm chán, nhưng bản thân của mình phải kiếm cái niềm vui trong công việc đó chứ. Chúng ta không thể lựa chọn công việc đây thì chúng ta phải kiếm cái chuyện đó vui chứ. Chứ bây giờ vô đi làm một tuần 7 ngày mà vô đó buồn chán quá thì không bao giờ bạn phát triển được. Cố gắng tìm thấy cái niềm vui, cố gắng tìm cái sự tích cực trong cái sự tiêu cực mình đang gặp phải. Là thông điệp lá bài muốn cho bạn thấy á, trắng đen là cho mình thôi. Tiêu cực hay là tích cực cho mình nghĩ thôi. Mình muốn quất đuôi con nào mình quất thôi. Bây giờ muốn tích cực thì đánh con đen ra để cho con trắng nó xuất hiện. Đây là lúc các bạn phải nên thấy là cuộc đời mình sinh ra, mỗi người đều có một cái nhiệm vụ để chúng ta phát triển. Bản thân các bạn sẽ có năng lượng tiêu cực và tích cực trong người mình. Tất cả thế lực đó là này, nó đen sang với các bạn. Bây giờ bạn có khả năng giàu có, bạn có khả năng thành công và bạn cũng có khả năng thất bại và hấp hèn. Quan trọng là bạn chọn cách nào để bạn sống. Cái cách là vũ trụ cho chúng ta tất cả quyền năng để chúng ta thực hiện được. Nhưng bạn chịu đánh thức con sư tử đâu vậy? Là do mình. Chiến thắng chỉ dành cho cái người tự tin. Chiến thắng chỉ dành cho cái người dám vượt qua trở ngại, dám thấy cái sai của mình, biết hoàn thiện bản thân. Chiến thắng chỉ dành cho những người biết theo đuổi kế hoạch của mình. Biết là mình trên đường đi có khó khăn nhưng vẫn dũng mãnh vượt qua. Chứ không chiến thắng không dành cho kẻ gục đầu gục ngã giống vậy.
Bởi vì có một số hành vi có thể là xấu, nhưng bản thân khi mà bạn xuất hiện rồi, bây giờ thức tỉnh rồi, vũ trụ nói là bạn có khả năng đó. Bạn biết bây giờ đừng cái gì mà kiềm chế mình dục bỏ nó ra đi. Tình yêu sẽ đến, hành động vì tình yêu. Người ta chỉ yêu cái người thành công, người có giá trị với các bạn. Bây giờ muốn được người ta yêu, giờ làm mình giàu, mình thành công, mình giá trị đi. Thiếu gì người đến. Không cần người cũ luôn. Ở đây như mình chỉ có lựa người yêu, chứ ai lựa mình được hết trơn á. Quan trọng là mình có muốn người đó vô cuộc đời mình hay không. Khi mình có tất cả mọi thứ, mình lựa người ta, chứ bắt mới gì người ta lựa mình. Nếu bạn để người ta lựa mình là cái món đồ, trong khi mình đi lựa người ta là mình là người có tiền đi lựa, để rồi ta lựa con này, ta lựa con nhỏ này, ta lựa này, còn mình, còn bạn là để món đồ để người ta lựa. Ta muốn lụm, ta muốn ngắt đầu ta ngắt, ta không thích tình dục bạn ra một bên. Mình sống chỉ uổng vậy. Tại sao người ta biết lựa mình không biết lựa người ta? Câu hỏi tiếp đó, câu hỏi cuộc đời luôn. Tại sao người ta có quyền lựa mình không quyền lựa? Ủa, mình cũng như nó mà tại sao kỳ vậy? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó chưa? Bởi vì bạn thấy nè, mình không có động lực trong công việc nè. Mình thấy là mình không có phấn đấu nè. Tất cả mọi thứ bây giờ mình phải lấy lại những gì mình đã mất. Mọi thứ mình phải lèo lái với lòng quyết tâm nè. Cuộc đời mình phải lèo lái nè. Mình có tất cả mọi thứ. Mình có hai con ngựa, mình có xe, có cột, có... Mình có... Bây giờ quan trọng bạn có chịu lèo lái cuộc đời mình không? Mình có thấy cái điều hay ở đối thủ của mình không? Tránh những cái phiền nhiễu cuộc đời này, tránh cái tổn thương đau buồn để mình trở thành một cái người tráng lệ hào hùng này, các bạn thấy không? Trời ơi, một cái trải bài nó cũng được chứ, thấy cũng ok. Tuy là không có thấy tiền bạc gì hết, nhưng mà quan trọng là bây giờ thay đổi tư duy thôi. Mình tổng kết cái bài này, trả cái bài này là muốn các bạn phải thay đổi tư duy của mình. Đừng có nghĩ mình lương thiện tử tế là mình tốt, là mình thành công. Không bao giờ có sự thành công ở người lương thiện và tử tế. Lương thiện tử tế chỉ nên đặt là cái kim chỉ nam cuộc sống thôi, chứ không có áp dụng vào thực tế được. Bởi vì thực tế là cái thương trường, mình phải học hỏi cái hàng đối diện, cái kẻ thù của mình. Những gì hay mánh khóe áp dụng cuộc đời, biến cái đó thành cái hay của mình. Và kế tiếp mình phải phấn đấu làm sao mình hơn cái hàng đối thủ mình 1% thôi. Trong tất cả mọi chuyện là coi như vũ trụ nè các bạn, vũ trụ có em. Trời, cái bài này hay quá à. Thì không có gì mà trái bài mà sự nghiệp ra hai lá này. Hai lá bài này có dính tình yêu luôn, thấy không? Cái tai cứ bị bóp bài ghê lắm nha. Sự nghiệp là sự nghiệp, chứ không có sự nghiệp mà tình yêu. Không có một con tình yêu mà xuất hiện trong đây hết. Có con này nè, nó gọi là tổn thương đau buồn thì tình yêu đây nè. Nó là cái nguyên nhân nó khiến cho bạn không thành công á. Cái hai lá bài này không bao giờ mình bóc được ở trong trái bài tình yêu đó các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó là lá bài của sự nghiệp, là của bản thân, bản lĩnh. Tại vì bản lĩnh quá thì đâu có yêu thất bại tình yêu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xin thông điệp vũ trụ có cái gì hấp dẫn vào các bạn trong thời gian sắp tới nha. Trời ơi, thiệt á. Mình thấy ấy, nhiều khi á, mình không hiểu tại sao mà người ta không có thành công luôn. Tại mình thắc mắc. Ủa gì kỳ vậy ta? Chẳng lẽ bây giờ mình thấy nó giỏi, mình không bắt chước nó. Thí dụ nó làm giỏi, mình phải làm giỏi giống nó chứ. Phải đi học hỏi, tìm hiểu. Tại người ta cũng vậy thôi bạn, người ta giỏi hơn mình tại vì người ta chịu tìm hiểu, là chịu học hỏi. Mình dở người ta cho mình không học thôi. Bản thân cơ bì thấy cơ bì làm gì cũng được hết trơn, tại sao? Tại mình chịu học. Đương nhiên lúc đầu làm thấy ghê lắm, làm tệ lắm bạn, nhưng mà mình làm hoài. Tôi làm 10 ngày chứ được làm 100 ngày, cho mình làm 2 năm 3 năm 4 năm 10 năm 9 10 năm, cuối cùng cũng được thôi. Quan trọng là mình có chỉ đam mê học hỏi, mình phát triển hơn hàng ngày không, hay là mình dặn tin tại chỗ. Quan trọng là mình thấy mình có hơn cái ngõ còn cái bên không, tại sao nó thành công. Trời ơi, tôi phải hơn nó 1% chứ. Bây giờ mày mua cuốn sổ đẹp phải không, tao mua cuốn sổ đẹp hơn mày. Mày mua cuốn giấy vậy, tao mua cuốn sổ đẹp chứ, hơn thua luôn, hơn thua từ cái một. Thua là vậy đó, để mình chiếm lợi thế các bạn. Hôm nay nó mặc đồ đẹp hơn mình, hôm sau tao kiếm đồ đẹp đẹp hơn nó, để mình kiếm cái phần một lợi thế phần trăm trong tất cả mọi chuyện. Thí dụ bây giờ nó viết báo cáo cho sếp, nó viết 10 trang, viết 20 trang. Thí dụ bây giờ nó sếp, nó chuyện với sếp 1 câu, tôi nói chuyện với sếp 2 câu. Đó, lợi thế đó bạn, thấy không? Bạn nhìn đúng phải thải vậy không? Cuộc đời phải vậy không? Cái hằng khôn là cái hằng vậy đó. Bây giờ người ta làm sếp giao một việc, phải không? Nó
giờ nó tặng cho sếp một chai rượu, tôi tặng hai chai. Tôi hơn thua vậy. Giờ nó chơi với chị gái chứ sếp không? Tôi chơi với em gái của sếp, tôi chơi với vợ của sếp. Đó, cuộc đời đó, nó đâu có sai các bạn. Nó không hoàn toàn sai nha. Mình học hỏi từ đối thủ, nhưng mà cái hoàn toàn cái học hỏi mình không có sai nha. Có bao giờ bạn nghĩ tới việc này chưa? Ở đây mình nghĩ đó. Cái lợi thế 1% các bạn. Hôm nay nó xịt cái dầu thơm này, tại sao sếp nó khen cái mùi dầu thơm nó thơm? Phải muốn kiếm cái dầu thơm mua để cho sếp khen giống như nó. Cho không, cái này không phải là mình hơn thua trận, mà cái này là bạn đang chiếm cái lợi thế, chỉ cần 1%, bạn hơn con nhỏ kế bên thôi là cuộc đời bạn nó khác rồi. Cái này là cạnh tranh tích cực nha, chứ mình không hại đó nha. Ở đây không nói xấu đó nha. Xin lỗi các bạn, đi làm mình khôn, mình còn phải lựa chỗ ngồi vậy đó. Kiếm cái phong thủy chỗ nào á, coi phong thủy chỗ nào nó có tốt cho mình hay không. Trời ơi, thủ đoạn tới mức độ vậy luôn đó. Cứ bì đó, mình nói hẳn luôn đó. Rồi tiếp, mình ngồi qua chỗ đây, cái ánh sáng đó, nó chiếu vô mặt mình có sáng sủa hay mình tối thui hơn ngồi cái bên. Tới ánh sáng, cái đèn trong chỗ nào mà cứ bì còn tranh luôn các bạn. Ồ mà cái này đâu có xấu các bạn, hoàn toàn đúng. Ủa bây giờ ngồi cũng ngồi giống nhau trong văn phòng, tại sao chỗ mình ngồi sáng trưng, chỗ nó tối thui. Cái mặt tiền mà nó đẹp thì đương nhiên cũng đẹp hơn nhỏ còn kế bên rồi. Mình thấy các bạn, mình hơn thua, mình thấy không? Mình hơn thua từ kế một luôn. Mà cái hơn thua của mình thì không phải là hơn thua tiêu cực nha. Đang cảm nhận đi, giờ vô chỗ làm có thấy chỗ ngồi mình tối không? Rồi thấy chỗ ngồi mình nó bị thua của nhỏ cái bên sáng trưng, tại sao nó sáng vậy? Phải kiếm cái đèn bắt vô sáng bằng nó chứ, hoặc là hơn nó chứ. Thí dụ tại sao cái computer của nó sạch quá vậy? Mình làm sao mình kiếm cái đầu xịn hơn, sạch hơn nó? Đó, cạnh tranh đó, hơn 1% là chỗ này nè. Rồi có một, tại vì các bạn không chịu quan sát, các bạn không chịu học hỏi, khi mọi thứ trên đời này đều cho chúng ta bài học hết. Bài học cũng phát sinh từ đây á. Tại sao mình không học cái hay của chúng ta, mắc mớ đi mò vậy cho mệt vậy? Nè, bạn, cái thực sự mà cái thu hút, mà lực hấp dẫn, bạn chỉ nhận được khi mà bạn đạt cái tiêu chuẩn cao của tất cả mọi thứ, thấy không? Là sao? Bây giờ mình muốn mình được cái gì là mình phải thực sự là level mình đọc may tầng nào gặp. Ví dụ mình muốn người yêu đẹp thì mình phải đẹp. Mình muốn người yêu giàu thì mình phải có giá trị. Chứ làm gì người giá trị tới người yêu người dở đó, bạn, không có chuyện đó. Một người đẹp thì người ta sẽ tìm một người có giá trị, người thành công người ta quen. Hay là một người có giá trị thành công thì người ta tìm một người đẹp người ta quen. Chứ không có ai người đẹp đi quen người nghèo hết trơn, không có chuyện đó xảy ra. Mà cũng không có ai người giá trị mà đi quen người xấu hết trơn. Mình muốn cái gì thì mình phải tương xứng với đó. Ở đây là con cóc mà đòi yêu thiên nga, thì mình làm sao mình biến mình thành thiên nga thì mình mới yêu thiên nga được chứ. Có phối giống nhau nó ra thiên nga chứ không nó ra cóc ghẻ hay sao. Thành ra muốn thu hút cái gì thì mình phải tương xứng với mặt năng lượng đó. Còn không thì mình là cóc thì mình lấy cóc, thiên nga lấy thiên nga. Ở đây là vũ trụ nói các bạn vậy đó. Giờ mình muốn làm thiên nga thì mình làm sao mình học hỏi thiên nga. Cái tư cách của thiên nga, tại sao nó hành thiên nga, học nó. Và cái tiếp, mình sẽ xem thêm cái năng lượng là về cái kim loại nào sẽ, cái đá nào nó sẽ giúp cho các bạn phát triển về cái mặt sự nghiệp. Mình không biết, chắc mình xem trải bài về sự nghiệp thì chắc các bạn không thích ha. Hai các bạn im lặng, không ai comment gì hết. Thấy người im lặng quá à. Còn trong khi người yêu cũ thì nhào lên. Ở đây cho thấy là cái đá thạch anh tím nó sẽ đem năng lượng cho các bạn. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải chữa lành những cái gì ở trong quá khứ và sẵn sàng mở cửa trái tim chúng ta để nhận những gì mới đến cuộc đời của mình, thay đổi tiếp đó các bạn. Rồi, mình xin kết thúc trải bài về sự nghiệp công danh ở đây nha. Trải bài sự nghiệp công danh mà sao cũng liên quan tới chuyện người yêu cũ à. Xin chào các bạn, xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục trải bài về như ta. Ai đang nghĩ tới bạn? Ha, ai đang nghĩ đến bạn? Người mới hay người cũ?
Các bạn có thấy trải bài về sự nghiệp của bạn có được không vậy? Tại vì mình cũng thật sự là mình biết coi về nhiều lĩnh vực lắm, chứ không phải là một lĩnh vực đâu. Tại vì mình là chuyên về kinh tế mà. Mình chuyên về kinh tế, mình chuyên về xuất nhập khẩu, mình chuyên về marketing, về nhiều thứ lắm. Mình có hẳn một cái kênh dài kiếm tiền luôn á. Mình có hẳn một kênh về tâm lý học luôn á. Tarot này là chỉ là cái phần phụ thôi, cái chính là phải cái này. Chính mình là kiếm tiền, cái chính của mình là về tâm lý học, là truyền thông rồi đó. Hồi xưa Cơ Bì đã từng làm công tác trong ngành hải quan 6 năm, ra hội nộp học trường trường hải quan rồi đó, 1 năm tốt nghiệp trường kinh tế nước ngoài, rồi cũng học thạc sĩ, rồi qua qua Mỹ học tiếp về truyền thông, rồi học thêm lấy bằng về tâm lý học. Hiện tại là có nhiều có kênh YouTube lắm về kiếm tiền, về tâm lý học, đủ thứ hết. Và cái việc mình làm cho các bạn này, thực sự mình cũng kiếm đang kiếm tiền á. Facebook có trả mình nhiều tiền lắm, bạn biết không vậy? Nó trả mình gần 100 triệu một tháng để làm xem tarot cho các bạn đó. Mình nói không ai tin mà thực sự. Ở đây mình không làm gì mà không công các bạn. Không phải không công mà khi mình biết biến cái này, đây là cái mình áp dụng này. Khi mình biết cái phục vụ, cái lương thiện tử tế của mình, nhưng mình áp dụng vô để mình có thể là mình có được cái gì mình muốn. Cái nghề mơ ước là vậy đó. Nghề mơ ước là bạn làm cái gì đó, nó có thể cho bạn kiếm tiền được, nó cho bạn công danh sự nghiệp, cho bạn cống hiến được cho đời. Thì đó chính là cái nghề mơ ước. Và hiện tại mình đang thực hiện nghề mơ ước. Mình chỉ cần nói chuyện với bạn 10 phút gì tao đó thôi là chút Facebook nó trả cho mình 2 triệu. Một cái video 10 giây của bạn, bạn xem là mình có được 15 đô là 600 ngàn. Đó, đó, cái này là mình học đó. Cái hay của mình là vậy nè, mình biến cái đam mê, cái lương thiện tử tế mình thành cái công cụ để mình kiếm tiền mà đàng hoàng nha, chứ mình đâu có lừa gạt các bạn gì đâu, bạn thấy không? Đâu cần phải trên cho bài riêng làm gì. Mình nói thiệt các bạn, mình là cái kênh duy nhất trên ở Việt Nam mà Facebook nó cho mình kiếm tiền được, là chứng tỏ là kênh quy mình rất là uy tín. Bạn thử xem có trải bài tarot nào mà có quảng cáo không? Không có, có mình thôi, toàn Việt Nam mình thách luôn, không có ai có hết trơn á. Giờ xin kết nối năng lượng cùng các bạn xem trải bài ha, xem ai sẽ quay trở lại với các bạn. Cho bạn biết mà khi mình mở cái kênh này, Facebook nó xét duyệt mình dữ lắm, nó xét duyệt mình là người ở đâu, mình phải nộp bằng cho nó đủ thứ, xác nhận nhân thân, danh tính, học thức để mình lên mình nói chuyện, nó cho mình nói chuyện chứ. Mình dẫn dắt quần chúng mà, mình đâu có nói bậy được. Nên các bạn thấy mà tại sao mà video mình quảng cáo nhiều là sao? Tại vì Facebook nó đang của mình, nó được của mình là giống thuộc sở hữu của mình Facebook á. Nó đang sử dụng cái kênh mình, nó kiếm tiền mà, còn nó trả lương cho mình đó. Mà đầu tiên là mình làm gì đam mê nha, mà thật sự mình nói với bạn rồi, cái này là vũ trụ cho mình, chứ thật sự mình không có nghĩ là mình kiếm tiền trên đây một tháng mấy ngàn đô rồi đó, không bao giờ nghĩ tới. Tại đi làm bình thường là tiền quá trời rồi, mắc mới kiếm tiền chi nữa. Rồi ha, bài thay bài ha, ai đang nghĩ về các bạn? Một lá, hai lá. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tụ ha, tại vì mình sẽ tại vì mỗi người phải nghĩ khác nhau chứ, tự nhiên giờ ai cũng giống ai sao sao đúng đúng không? Bây giờ các bạn chọn nha. Đá xanh, đá đỏ, đá hồng. Và mọi người chọn tụ ha. Và mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn chọn tụ. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Và các bạn chọn tụ chưa dạ? Và đầu tiên mình sẽ xin kết nối năng lượng của các bạn chọn tụ màu và các bạn muốn tôi nào qua trước. Thôi làm đi ngược lại đi ha, mình sẽ lấy cái tụ màu hồng trước, tụ màu hồng nha mọi người.
ở đây cho thấy là năng lượng của Eye of One. Xin kết nối năng lượng với các bạn chủng toàn tụ màu hồng. Khi mà xuất hiện lá bài Eye of One trong một trải bài ai đang nghĩ về các bạn. Eye of One là một năng lượng rất là trẻ, nó cũng giống như là một cái kỵ sĩ á, có một cái quyền trượng trên tay, và cái người này họ sẽ sẵn sàng hành động về tình yêu. Ở đây cho thấy một cái người mang năng lượng rất là trẻ, và người này họ đang nghĩ với bạn, có thể là một cái gì đó, một cái người mang một năng lượng có sự hành động quyết liệt lắm. Bản thân của họ biết họ phải làm gì cần gì, mà hơi là chắc kiểu cái người mà hơi tự tin, bởi vì cứ chầm trên tay cái cây gậy của mình luôn luôn cho mình đúng. Thì bản thân cái người này họ đang nghĩ với bạn với cái gì? Đối với họ, bạn là một cái niềm đam mê, một cái gì đó năng lượng lắm. Chính vì cái điều này họ, nhưng mà ở đây họ là cái người cũng về cảm xúc và vật chất đi song song, họ không phải là cái người thiên về cảm xúc. Vấn đề ở đây là hai cái này họ cân bằng lắm. Và họ là người cấp tiến. Cấp tiến là sao? Họ là người thích cái mới, trải nghiệm cái mới, năng lượng rất là trẻ. Và họ luôn luôn nắm bắt những cái cơ hội ở tương lai, sẵn sàng thấy cái gì mới là nắm bắt liền. Người này cũng sáng tạo nha các bạn. Và họ dũng cảm, dám đứng lên nói tiếng nói của riêng mình. Và dám theo đuổi rất là mạnh mẽ luôn. Và ở đây cho thấy là cái người này họ làm việc theo bản năng. Do đó bây giờ bạn sáng xếp với cái người này có mang năng lượng này, thì chính cái người đang nghĩ về bạn đó. Một người sống bản năng, dám ăn, dám nói, dám theo đuổi mục tiêu, cũng không thiên về vật chất mà cũng không thiên về tình cảm. Một người dám xông pha, một người thích cái gì mới, đột phá. Khi mà cái người này đến với bạn, bạn cảm thấy cái người này hào hứng lắm. Họ cái kiểu trẻ mà hào hứng thao thao bất tuyệt về cái chuyện đang làm, hưng phấn lắm. Kiểu như là tới với bạn họ tán tỉnh, họ lãng mạn, họ hấp dẫn cái kiểu là cái năng lượng nó trẻ đó. Và cái người đang nghĩ đến các bạn. Nhưng mà đôi khi cái nghĩ này á, họ sẽ kèm thêm một cái số ham muốn, hoặc không biết ham muốn gì. Trẻ chắc ham muốn chuyện kia quá. Nhưng mà đặc biệt nha, cái người này ham muốn cái chuyện kia nha, nhưng mà cũng là một cái người kết nối với bậc tâm linh. Bản thân cái người này họ cân bằng được hai chuyện. Họ cái gì họ cũng muốn, nói chung là thích đủ thứ. Nhưng mà để được cái tình yêu của người này thì các bạn phải có năng lượng tương tự. Tại vì sao? Cái năng lượng của người này họ quá trẻ các bạn. Họ trẻ vậy, họ biết cân bằng này, họ tháo hức thổi đi người ta đến với mình một cái hưng phấn và cái đam mê, mà bạn xìu xìu ẩn ẩn thì ai yêu mình? Người ta chỉ yêu cái gì cùng năng lượng các bạn. Thì cái người này mình không biết là ai, nhưng cái năng lượng vậy, bạn chú ý xung quanh các bạn đi, thì họ là cái người đang nghĩ đó các bạn đó. Nhưng mà nếu như bạn muốn cam kết với cái người này cũng hơi khó nha, tại cái người mình đang ăn trẻ lắm, họ cũng chưa, cái thời điểm này họ cũng chưa muốn tới một ngoại cam kết đâu. Do đó cái bây giờ mình cứ vui khúc đồng thời vui, có thể họ sẽ tiến với các bạn để mình coi thời điểm họ tiến tới là khi nào nha. Một người trẻ tiến tới cuộc đời rất đẹp, nhưng mà quan trọng là các bạn có chịu tiếp nhận cái năng lượng trẻ này hay không, hay là chúng ta không tiếp nhận. Và họ thuộc cung nào cho em xem cho các bạn luôn. Bản thân một cái gì đó chứng tỏ cái người này họ biết cân bằng rất là nhiều thứ trong cuộc sống, và họ biết là người này là biết nâng lên được nha, hạ xuống được nha, chứ không phải là một cái người mà sống bi lì đâu. Bản thân họ biết họ cần gì muốn gì lắm. Cái kiểu cái này là hay mà, cái lá bài này mình rất thích cái lá bài này nha. Yêu là phải yêu người giống vậy nè. Lì quá cũng không tốt, mà lý trí quá cũng không tốt, mà vật chất cũng không tốt. Cái người là cái gì cũng ở giữa, cũng ham muốn gì cái vụ kia luôn, chứ mà không có vụ kia cũng không được luôn. Rất thích cái năng lượng này, nên tìm cái người mình người yêu năng lượng vậy á. Tại vì năng lượng này nó mới cho thú vị cuộc sống các bạn, nó mới cho mình cái sức trẻ chứ, cho đủ thứ chứ, cho cơ hội, cho tiềm năng, cho sự ham muốn, đam mê, tiền bạc, kết nối hoặc tinh thần, muốn gì nữa. Người nâng lên được, xuống được, người sống cảm xúc mà vừa vật chất mà vừa cho đủ thứ hết. Ở đây có ác có thiện, mình thích người vậy lắm. Đừng có thiện, mình ghét ai hiền luôn các bạn. Hiền không làm được gì trên đời này hết trơn, ngoài cái chuyện là cam chịu cái gì đau khổ thôi. Mình thích cái năng lượng này, cái năng lượng là cái gì cũng có, ác quỷ cũng có trong người, mà thiên thần cũng có trong người, nhưng mà họ cân bằng được. Họ biết cái gì họ cần, họ
họ không có phải là họ xa lầy vào cái tốt quá, cũng không xa lầy vào cái xấu quá. Để mình coi ha, và họ không công nhận nha. Ở đây họ trong là một trong những cái sự khởi đầu, và cái người này xuất hiện vào các bạn vào cái thời điểm mà khi nào mà các bạn dẹp bỏ ra cái cũ, tại vì họ là cái người mới, họ cần cái gì mới lắm. Nếu mà bạn không đóng cửa cái cơ cũ là không bao giờ mình gặp được người này đâu. Cho đó bây giờ nếu như các bạn phải đừng có cho họ một cái năng lượng là thất vọng và thiếu kiên nhẫn. Tại vì người ta ham muốn gì lắm, họ năng lượng gì lắm. Mình phải sống làm sao mình đừng có để cho cái mình mất năng lượng khi gặp người này. Tinh thần mình phải sáng tạo, dồi dào nè. Và khi mà bạn xuất hiện với người này, bạn chú ý với mình ha. Cái người này á, họ đang ở cái thái độ là tiềm năng thôi, là cơ hội thôi. Và cái việc này được người này không là bạn phải biết nắm bắt họ nha, chứ không có phải là họ dâng tấn mình có đâu, không có chuyện đó. Bản thân cái người này họ là một cái tiềm năng, một cái mới mẻ mà các bạn cần phải khám phá, sẽ xuất hiện một cái mối quan hệ hoàn toàn mới chứ không phải đến từ người cũ. Và các bạn có thể gặp người này trong những cái hoạt động hướng ngoại, cái gì mà tới cái mà sức mạnh, cái gì mà hoạt động thể dục thể thao ngoài trời đó, thì người này là họ sẽ gặp ở ngoài đó. Và chính cái người này sẽ mang đến cho bạn một nguồn năng lượng rất tích cực luôn, đưa cho bạn thấy là cuộc đời này nó phải như vậy. Và người này thuộc cung là cung gì? Cung Bạch Dương, sư tử, nhân mã, và có thể là yếu tố lửa ở đây. Và nếu như mà để nói bạn có thể cam kết người này không, mà bạn biết giữ năng lượng, là cái người này có thể tiến tới hôn nhân, một nguồn cảm hứng rất đẹp. Một cái người tuổi không lớn như các bạn, dưới 40 trở xuống, năng lượng trẻ. Và bây giờ mình phải vậy thôi, bây giờ người ta trẻ mình phải trẻ. Rồi xin tạm biệt các bạn cùng một hạt anh hồng ha. Bây giờ mình sẽ tới hạt anh đỏ. Xin kết nối năng lượng với các bạn, chọn tụ hạt anh đỏ nha. Rồi má ơi, thấy xu rồi đó. Xin chào các bạn tụ hạt anh đỏ. Các bạn sẽ gặp một cái người đang nghĩ các bạn là người yêu cũ nha. Một kẻ ham tiền, một kẻ biết sống ích kỷ, bo bo, không biết cho đi là gì. Một người là cái chân, hai cái chị tiền, ôm tiền, người yêu cũ đang nghĩ về các bạn. Một người ích kỷ, bo bo, họ nghĩ là họ muốn lấy gì ở bạn nữa nè. Xin chúc mừng các bạn tụ hạch anh đỏ. Cái người đang nghĩ các bạn là một kẻ tham lam ích kỷ, một cái lá bài xấu nhất trong bộ tiền. Một kẻ tham lam trên đầu nè, đội cái tụng tiền, trên tay ôm đồng tiền, hai trên đồng tiền, chứng tỏ là ích kỷ bo bo, không muốn cho người khác cái gì, muốn người ta phục vụ cho mình, tôi muốn bòn rút cái khác. Thì ở đây cho thấy cái năng lượng cái người này đang nghĩ về bạn là một người yêu cũ, một người mà luôn luôn chỉ muốn hại bạn mà thôi, một người năng lượng tệ quá. Khi mà thấy cái bài này mình biết là các bạn đừng có buồn, tại vì nó phải như vậy, người yêu cũ đang nghĩ về các bạn, và các bạn cũng cảm nhận là cái người này cũng đang muốn trở lại các bạn, họ muốn lấy gì các bạn lần nữa nè, chứ không phải đơn đơn thuần là họ tốt lành gì đâu. Nghĩ là gì, nghĩ để xem là mình có hại được gì được thêm không nè, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi cái nguồn năng lượng mình thấy là bản thân cái người này họ không có chăm lo gì hết, thành ra là đừng có để cho họ bước vào cuộc đời mình lần nữa, nó không đáng. Chúng ta chỉ nên chờ đợi, thương nhớ cái người nào đáng các bạn, cái người không đáng cho vào cuộc đời cho mạnh mẽ vậy. Họ lúc nào cũng phòng thủ hết, hai tay cầm vậy, là đối với một số người lúc này là họ không có mang lại sự tự do các bạn đâu. Khi bạn trong cái mối quan hệ với người này, họ chỉ kìm kẹp cho bạn, họ kìm hãm các bạn hết, chứ không được gì hết ngoài cái chữ là phục tùng, cho đi các bạn, mãi mãi cho đến quá mức luôn. Họ tham lam lắm các bạn ơi, họ lấy đi cái của cải, cái định mệnh của chính bạn luôn. Trời ơi, một người đeo yêu nè, đeo bám, mà phải đeo bám yêu thương, đeo bám đi bòn rút. Một người ghen tuông nè, một người níu kéo đi, níu kéo đi xin đồ này xin kia. Bản thân không có đem hạnh phúc cho các bạn đâu. Họ đến với bạn chỉ đem sự bất an, sự sợ hãi mà thôi. Do đó làm ơn đi, cái người này chỉ đem đến sự đau khổ và người yêu cũ là 100% nha. Không được giải quyết gì hết, đừng để cho người này bước vào cuộc đời các bạn. Để mình xem coi họ hợp cung nào nha. Ở đây cho thấy là cái người năng lượng xấu quá các bạn. Và không có cam kết với người này nha các bạn. Đừng bao giờ muốn cam kết với người tham lam ích kỷ, tại vì tham lam ích kỷ nó không có nên xuất hiện trong tình yêu.
Và các bạn sẽ gặp cái người này thuộc cung nào ta? Bản thân cái người này ích kỷ như vậy là cái số 4 đó, hay ai thứ 4, thứ 4 vậy là bơ tránh xa ra. Tại cái 4 người, mấy người 4, số 4 là một đại diện cái sự khó khăn các bạn. Cái người này là người chấp kiến, họ muốn họ đúng không, mà không bao giờ họ nghĩ họ sai đâu. Bản thân họ không muốn họ sai trong tất cả mọi chuyện luôn. Mà lại muốn phần gì phần mình không à. Và cái người này á, họ thuộc cung ma kết nha các bạn. Trời ơi, cung đất. Cung đất là những cung gì? Cung đất là những cung ham tiền. Ham công danh sự nghiệp, họ đến với bạn là bạn có tiền, bốn tê, vừa tiền, vừa đẹp, vừa phải có tiền, vừa phải công danh sự nghiệp, họ mới nghĩ tới bạn thôi. Mà họ sẵn sàng dứt áo ra đi. Mấy người cung đất á, ma kết kim ngưu sự nữ, họ đại diện cho sức khỏe, tài chính và thế giới vật chất, chứ họ không phải đại diện cho cảm xúc. Bạn thấy cái bộ gậy hằng, cái bộ màu đỏ, màu hồng á, là cái người ta vừa vật chất, vừa cảm xúc. Ở đây là cảm vật chất không? Không có cảm xúc trong đây. Câu trả lời là không, chắc chắn là không. Họ mà có đến với bạn làm ơn say no với mình, không có được gì hết ngoài cái chỉ gây đau khổ thôi. Ham tiền mà là không có trách nhiệm về tài chính với bản thân, với người yêu mình, lấy làm gì các bạn? Giờ mình lấy năng lượng của các bạn chọn tụ thạch anh đen nha. Xin kết nối năng lượng với các bạn thạch anh đen. Xin kết nối năng lượng với các bạn hạt anh đen nha. Và các bạn hạt anh đen ở đây là các bạn sẽ xuất hiện một cái người nghĩ với các bạn là một cái người họ vừa cũng mới yêu cũ luôn. Và cái người này họ vừa thoát được cái gì? Họ thấy được cái bản ngã của họ đó. Cái kiểu họ học được bài học, họ kiềm chế cái phần thú tính trong con người của họ rồi. Một năng lượng là người cũ. Và cái người này họ đã chữa lành hết tất cả mọi thứ. Họ được thấy là cái sai của họ rồi. Lúc này họ thuần hóa được cái thú tính trong người của họ. Và bản thân của họ lúc này đã có một cái sức mạnh vô hạn rồi. Cái số 8 nè. Là khai mở trí tuệ bát nhã nè. Cái người biết sống độc lập là gì nè. Cái người biết tâm tự lập, không còn y người khác nữa. Biết kiềm chế cái con thú của mình nè. Không có để cho con sự tự nó nhảy ra ngoài nó cắn bạn nữa. Một cái người biết nhìn về bạn nè. Một cái năng lượng rất là đẹp. Và cái người này á, họ sau khi họ chia tay với các bạn, họ cảm thấy là cái lúc này họ muốn là trở lại cái hướng nhìn họ nhìn bạn rất nhiều. Họ kìm lại cái phần xấu, họ thú tính đi, họ muốn đem đến cho bạn cái gì tốt đẹp nhất, cái gì tinh khiết nhất là con người chứ không phải thú nữa. Bản thân của con người chúng ta có thú tính và người tính ở trong người, nhưng mà họ biết kiềm chế cái thú tính đi, họ đối xử với các bạn, họ lúc này đã dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi các bạn ơi. Và cái người này mang là một cái nguồn năng lượng chữa lành. Khi một cái người này họ đã thấy được chân ái cuộc đời, họ đã khai mở được trí tuệ bát nhã đây nè, số 8. Số 8 là trí tuệ bát nhã nha các bạn, khai mở trí tuệ bát nhã, chiều sâu tâm hồn, độc lập kinh tế, kinh doanh. Họ thấu hiểu được bản thân của mình, sống độc lập. Họ kìm hãm được thú tính trong người họ là đại diện số 8. Và họ đã nhìn về cuộc đời, khi số 8 lật ngược là sự vô hạn. Họ có tất cả mọi thứ khi mà người ta chịu kìm hãm được cái phần thú trong người chúng ta, là chúng ta thành một người vượt bậc. Bản thân cái người này họ đã có sức mạnh trở thành con người phi thường rồi. Và chính họ sẽ mang cho bạn cái nguồn năng lượng chữa lành. Và chắc chắn cái người này là người yêu cũ ha. Người yêu cũ trở về. Và họ hộ cung nào? Và ở đây cho thấy một số cung mà xuất hiện ở đây. Họ thuộc cung lửa, sư tử, bạch dương luôn. Nhưng mà đa phần là họ sẽ mang năng lượng của cung thủ lĩnh, bạch dương, sư tử. Rất là nhiều. Tại vì, và bạn có thể đến với người này. Tại vì họ đã hiểu được bài học cuộc đời rồi. Nếu như mà cái người yêu cũ họ có đánh tiếng là họ muốn quen lại làm ơn xe dép cho mình ha. Làm ơn yêu là người này đi. Tại cái người này họ thấy, họ nhắc nhở, họ biết sức mạnh bên trong của họ là gì rồi. Và họ không có để cái sức mạnh con thú nó nhào và nó cắn bạn nữa. Họ biết kiểm soát tinh cảm xúc chính mình, biết kiểm soát tinh thần. Họ sẽ dịu dàng, họ đến với bạn. Thống trị được hoàn toàn mà thấy không? Con sư tử đã thần hóa rồi, rất là đẹp luôn. Có thấy hồi xưa họ chửi bới các bạn, họ làm bạn tổn thương. Nhưng bây giờ họ đã biết kiềm chế cái sự đau buồn tổn thương lại. Họ biết là sửa sai rồi. Ở đây cho thấy là họ đã phục tùng cái năng lượng, là năng lượng cao đẹp của con người rồi. Họ kiềm chế được cái thú tính trong người. Họ thừa nhận cái bạn đã đóng góp gì cho mối quan hệ.
Ở đây nếu như mà bạn có niềm tin vào cái người này là họ xuất hiện trở lại, giúp cho hai người tạo ra một cái gì đó rất mới, và cái người này sẽ đem lại cho bạn cuộc sống sung túc tình cảm. Tại vì khi mà họ đạt được cái năng lượng vô cực này, tức là họ có thể gây dựng được cuộc đời. Số 8 là chứng tỏ sự thành công. Và bạn đến với người này được cái kiểu là cái kiểu người này là có tất cả nha. Trong trong ba tụ, cái tụ này là tụ tốt nhất. Tại vì không có gì mà đẹp bằng khi mà chúng ta hiểu được chúng ta cần gì, muốn gì. Chúng ta kiềm chế được cái xấu tính trong người chúng ta. Khi chúng ta kiềm chế cái phần thú trong người chúng ta là chúng ta đạt được cái vô cực, là chúng ta thành. Chúng ta biến hết tất cả những ước mơ thành sự thật. Ở đây là mong các bạn phải quyết tâm thay đổi mình để mình xứng đáng với nguồn năng lượng này. Bởi chỉ có thử thách mới đo lòng một quân tử. Có khó khăn mới biết ai yêu ai thương mình. Có khó khăn, có đau khổ mới thấy được là mình cần phải sửa gì, thay đổi gì. Để mình kìm tới cái phần thú mình nè. Không có gì hay bằng nhìn ra con người của mình bằng cách mình yêu các bạn. Khi mình yêu, bao nhiêu cái tật xấu mình nó lòi ra ngoài hết trơn. Do đó, niềm tin là cái người quay trở lại. Dưới lòng niềm tin kiên trì đi. Cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên đi. Thì mình nghĩ là cái số 8 may mắn các bạn bây giờ có thể 8 tháng là 8 tuần là nhà 8 gì mình không biết, nhưng mà cho thấy là cái khả năng các bạn sẽ gặp lại người yêu cũ và cái người này đã chữa lành tất cả mọi thứ rồi ha. Rất đẹp. Rồi mình xin kết thúc ở đây. Giờ nè, tiếp tục dành cho các bạn cái bài mà cái người tham lam để coi họ. Bây giờ sẽ cho một đầu tiên là mình sẽ xem cái năng lượng của cái người mà làm đau khổ các bạn, họ muốn nói gì, và cái năng lượng họ đã người chữa lành muốn nói với các bạn ha. Là mình kết thúc đây. Tại vì ở đây có hai nguồn năng lượng, một cái xấu một cái tốt. Bây giờ mình coi cái xấu trước nha. Bây giờ mình sẽ xem kẻ xấu. Kẻ xấu là cái con quỷ, con ghét quỷ này dễ sợ luôn. Cái mặt hay ghét nè. Để xem thử con muốn nói gì. Mình sẽ xem là cái người mà xấu tính này muốn nói gì với các bạn. Và họ đang ở trong tình huống nào ha. Bây giờ mình xem họ đang ở trong tình huống nào. Coi chết chưa. Tham làm ích kỷ. Ghét quỷ lắm nha các bạn nha. Các bạn thấy tôi bị rõ ràng lắm. Ghét với không lương thiện. Tôi không có tốt với người xấu luôn ha. Ai mà chửi tôi chửi lại à. Mắt mới thể nhường. Trời ơi, cuộc đời mà. Ở đây làm người chứ không phải làm thánh, làm thần. Nhưng mà mình cái chửi của mình là cái chửi mình dựa trên lương thiện và tử tế. Chứ mình không phải giải chửi cha mắng mẹ người ta, hiểu không? Cái hay của mình là mình văn minh lịch sự trong chửi bới. Để xem kết nối năng lượng, xem là cái người mà xấu tính này nè, cái người ích kỷ sống mà bao bo cho mình này, mà muốn quay trở lại. Tại sao muốn quay lại? Muốn cái gì ở đây nữa? Muốn hại tôi hả? Không có được đâu ha. Bây giờ ôm 4 cục vàng rồi, muốn lấy gì nữa? Đây không còn gì hết ngoài cái tấm thân này. Muốn lấy không? Còn cái xác khô này lấy không? Rồi kìa. Muốn gặp các bạn kìa. Trời ơi, tôi nói rất hay dễ sợ. 100 lá bài đó. Họ muốn trở lại đó nha. Người yêu cũ. Cái người mà muốn hại các bạn đó, họ muốn trở lại. Muốn gặp gỡ một hay nhiều người. Nè, cho thấy là cái người là một nguồn năng lượng nam nha. Một chàng trai cao to lực lưỡng, muốn là hại các bạn. Một người đưa cho các bạn về cái đam mê dục dục á. Thấy ở trần không? Nó sử dụng cái năng lượng 18 cộng dụ các bạn lại đó nha. Nè, và nó đưa cho bạn gì? Một cái hạnh phúc, và hạnh phúc dựa trên cái sự tình dục. Đây nè, Nagline nè. Đây là một cái cuộc chiến về cờ bạc. Giải thích cho các bạn. Và cái người này họ muốn có một cuộc gặp gỡ để họ thảo luận về kế hoạch mà họ muốn ở bạn và họ. Ở đây một cái năng lượng cho thấy là sẽ gặp lại người này hai hoặc nhiều người. Hai là sao? Là hai bạn. Và nhiều người là sao? Có thể người thứ ba nữa. Và người thứ ba này cũng muốn tham gia vào cái cuộc gặp gỡ này. Họ muốn điều khiển hai bạn. Tại vì nhiều khi người yêu của người ta muốn về hại bạn, họ phối hợp và hại bạn đó. Và cái nguồn năng lượng này sẽ là phần nam nha các bạn.
họ sẽ sử dụng cái thân xác của họ, một cái nguồn mà của sự giảm dở đó, họ dùng sức mạnh của việc mà 18 cộng họ quyến rũ bạn. Và họ sẽ đưa cho các bạn đến một cái cảm giác là gì? Một cái cảm giác hạnh phúc, tâu tình yêu trở lại rồi. Gương vỡ lại lành. Chúng ta cười lại rồi, ánh mặt trời bình minh rồi. Và họ sử dụng năng lượng gì? Năng lượng của sexy, năng lượng của muscle, năng lượng của 18 cộng, đam mê, đang đưa lên trời luôn, thấy không? Nhưng mà cuối cùng là gì? Cuối cùng là trong cái bóng đêm đó, nó xuất hiện một cái rủi ro, là một cái ván bài lật ngửa. Muốn gặp nè, sáng trưng à. Nhưng mà sao cái muốn gặp đó là cái gì? Đưa cái năng lượng tình dục vô. Kiếp đến là được năng lượng tình dục được rồi nè. Thì bây giờ là gì? Hạnh phúc. Hạnh phúc đi chi? Để đưa bạn vô chồng. Tình yêu này chỉ là một chán bài thôi bạn ơi. Bây giờ có dám mạo hiểm để bước vào không? Bước vào đi. Vui lắm. Để nè, ghi nhớ nè ha. Hai lá bài ghi nhớ đi. Đó. Sẽ sử dụng tình dục, bảo đảm, ngủ với khách sạn. Cái thứ hai là, đây là chỉ là một cái gián bài thôi. Dám mạo hiểm không? Nhiều khi ngủ đi mà mạo hiểm mất khách nhà, cửa cũng được, không sao đâu. Nhiều sướng mà bạn. Như đó không có sai nha. Và cuộc gặp gỡ này, nó có sự điều khiển của người thứ ba, chứ không phải là giữa bạn và họ không. Cuộc chơi này không phải là cuộc chơi hai người, mà cuộc chơi này là cuộc chiến gồm có nhiều người trong đây. Và họ sử dụng nguồn năng lượng làm cho bạn thấy hạnh phúc, mà hạnh phúc là giả tạo. Hạnh phúc này đến từ không phải là cảm xúc, không đến từ sự yêu thương, mà đến từ cái năng lượng tình dục. Để mình xem coi là họ muốn nói gì với các bạn nha. Xin chúc nói là và cái năng lượng, cái người mà muốn sử dụng cái nguồn năng lượng nam tính này, muốn sử dụng cái thân thể tuần tráng này, muốn sử dụng cái công cụ phần dưới này để quyến rũ lại tôi, đưa tôi vô chồng rồi, muốn cho tôi một chơi một gián bài hả? Rồi cái người thứ ba là người nào? Con nào, thằng nào? Tại sao không phải là hai người? Tình cảm là hai người là more beautiful là sao? Hạnh phúc không có chuyện hạnh phúc ở của ba người các bạn, hạnh phúc chỉ có hai người diễn ra ở đây thôi. Và hạnh phúc cũng không có đến từ cái chuyện kia, hạnh phúc đến từ sự kết nối về tinh thần thể xác. Tập cấp. Giờ muốn gửi tôi gì đây? Trời. Trời ơi. Cái từ này, bạn biết cái từ này từ gì không? Là bây giờ anh sẽ tưng lệnh em sẽ tưng lệnh anh sẽ phục tùng anh. Cái từ này chỉ sử dụng trong tình dục mới sử dụng thôi các bạn. Cái từ này nè. Trong tiếng Anh đó, cái từ này là người ta sử dụng trong một cái việc mà người ta làm cho người ta sử dụng cái vấn đề mà 18 cộng và sử dụng từ này là sao? Tôi sẽ phục vụ phục tùng anh. Phục đó phải thấy ghê không? Trời ơi, nó sẽ chơi cho trò chơi tình ái nè. Anh sẽ phục tùng em sẽ phục tùng anh. Không ai yêu mà ta sử dụng cái từ yêu nhau mà phục tùng gì đây? Bạn thấy cái năng lượng không? Năng lượng ghê gớm không? Đó, vô trời tình ái này, đang thua luôn nè. Đó, anh sẽ sử dụng cái thân thể cường tráng, điều khiển. Rồi em sẽ làm nô lệ của anh sẽ làm nô lệ của em. Rồi mình bò qua bò lại, quấn nhau. Rủi ro đó, một dáng bài lật ngửa. Bây giờ họ nói là họ ước gì là họ có hiểu được bạn. Hiểu lắm là giả bầu ước nữa. Rất là hiểu đó. Đâu có muốn hiểu đâu phải không? Không có muốn hiểu nên không mới nói vậy thôi. Họ nói là họ muốn hiểu bạn lắm. Nó nói là bạn tại sao bạn lại hành xử kỳ vậy? Nó yêu mà không cho tiền cho bạn. Nó yêu mà tự nhiên không cho ta gì hết. Yêu là phải hy sinh chứ. Ý là không hiểu là vậy á. Thấy đúng không? Tại sao bạn không hiểu họ? Phải biết mình muốn gì chứ. Người ta muốn nhà mà cho người ta thân xác ai mà chịu. Người ta muốn tiền mà cho người ta sự yêu thương, người ta đâu có chịu bạn. Chúng ta bạn chưa có hiểu, ý là chưa cho chưa đủ, cho không đúng chỗ. Hiểu là sao? Khi bạn hiểu người ta là khi bạn đáp ứng được cái nhu cầu của người ta. Nếu như bạn chưa đáp ứng nhu cầu của người ta là coi như bạn chưa hiểu. Ở đây ảnh nói vậy đó, cổ nói vậy đó.
lý do là chưa có hiểu, là chưa có cho đúng, chưa giải đúng chỗ ngứa. Tiếp tục nè, tất cả chỉ là màn kịch thôi, màn kịch cho mới chế. Thấy bóc bài hay không? Trời ơi, bóc bài, tao nói người yêu cũ phải ra nó vậy mới hài lòng. Không thấy yêu đâu hết, thấy tình dục, thấy tiền, thấy cờ bạc, thấy rượu chè, thấy người thứ ba, người thứ tư không. Tức ghê luôn á. Để xem là khi nào gặp lại nha. Gặp lại cố nhân nha. Xin con lát vũ trụ cho biết là khi nào gặp được cố nhân, còn mối quan tình này có trở lại với nhau hơn hay không nha. Tội, làm liền luôn kìa. Đó là có thể nha. Và cái mùa này là có thể là tháng 10, tháng 11 hoặc là ngày Chủ nhật. Ở đây cho thấy cái cung ma kết cung đất nữa. Người yêu cũ vậy đủ rồi. Để giờ cho có yêu cô con người tốt cho các bạn. Các bạn thấy không? Cái năng lượng của người người, người xấu tính họ ghê không? Bây giờ nè, sẽ xem tiếp cho hai bạn mà hai bạn đẹp trai á, hai bạn biết cần gì muốn gì đó. Nè ông ơi, ông làm ơn đi, lui vô cung giùm tôi cái đi. Trời ơi, tình yêu gì mà kỳ cục. Bắt chước anh hai người này nè. Hai người năng lượng này rất đẹp nha các bạn. Hai người năng lượng rất đẹp nha. Kiếm người yêu phải kiếm hai người này nè, rất đẹp. Để xem là họ muốn nói gì, tình trạng hai bạn ở đây trong mối quan hệ là gì. Và trải bài này chỉ dành cho những cái người yêu xứng đáng, chứ không phải là cái gái tham lam hồi nãy nha mọi người. Ở đây là chỉ dành cho năng lượng đẹp, những ai đẹp đẽ, tốt đẹp, những cái người mà mình thấy xứng đáng cuộc đời mình. Họ biết hy sinh, họ biết thay đổi, họ biết cân bằng giữa cảm xúc và ham muốn. Họ đến với mình không phải gì về cái vụ kia không, cũng không đến vật chất không. Họ muốn tất cả mọi thứ, cái kiểu họ cân bằng. Họ cho mình cái sự đam mê, họ cho mình cái sự vật chất, họ cho sự thấu hiểu. Họ nói là gì? Tụi mình đang ở trên một cuộc đua mà hy vọng là chúng ta đừng có đua với nhau. Tức là sao? Tức là hồi xưa hai bạn yêu nhau mà hai bạn cứ tranh đua với người yêu nhau mà. Tại sao chúng ta không, chúng ta chỉ xin sử dụng cạnh tranh với người ngoài trong ăn việc làm thôi. Còn đối với người yêu mình, chúng ta hơn thua làm cái gì bạn? Ở đây người ta muốn nói vậy đó. Bạn thấy năng lượng dễ thương không? Trời ơi, tôi nói tôi bóc bài đã, nó đẹp quá. Lúc trước tại sao hai tụi mình lại hơn thua vậy? Tình yêu không phải là cuộc đua. Nè, làm ơn đi, làm ơn tránh đi, tránh đua với nhau đi. Hơn thua chỉ với người yêu mình, tại sao không hơn thua với cái người mà trong công ăn việc làm, không hơn thua về nhà, hơn thua với vợ với con làm cái gì? Hơn thua với người mình thương là hai bạn hơn thua nha, cuối cùng mà đưa hai bạn ra xa hết, không được gì hết. Tình yêu là không hơn thua nha mọi người. Tình yêu mà còn đúng còn sai còn phán xét là coi như tình yêu sai, yêu yêu sai đó. Mình nói các bạn nghe nha, trong việc làm ăn đúng sai đúng, phán xét đúng, mà trong tình yêu là không được, nó ngược lại, nên chú ý rằng lần này. Đây, họ mong là cái lịch sử đừng có diễn lại. Trời ơi, tôi bóc bài hay quá mấy chữ ơi, xúc sắc. 100 lá nè. Hy vọng là cái lịch có trở lại, hy vọng cái lịch sử này đừng có trở lại lần nữa. Họ không muốn cái lịch sử trở lại. History lịch sử, past là quá khứ, happen là câu chuyện. Bạn thấy không? Khi mà cái người tích cực, người ta năng lượng cái bài tích cực liền cái tức khắc, không hề thấy tình dục ở đây. Thấy là sao? Em phải thay đổi bản thân đi, anh không muốn em giống xưa xưa nữa. Chúng ta đến với nhau không phải là những cuộc ganh đua không hồi kết. Và chúng ta không đến với nhau lần nữa, chúng ta không muốn cái lịch sử tái diễn, không muốn những lời nói tổn thương, không có sự đau buồn. Anh không muốn em sống với cái năng lượng như hồi xưa nữa, anh không muốn anh sống như hồi xưa nữa. Tất cả chúng ta đừng có như xưa nữa, nó không phải là kết thúc đẹp cho cả hai. Tại vì sao? Hai cái người này người ta thức tỉnh, một người người ta biết cân bằng, một người người ta thức tỉnh rồi. Nên họ đòi hỏi là tình yêu này không phải là tình yêu để tranh đua, và tình yêu này đừng có để tái diễn lại chuyện cũ. Hay quá chế ơi. Các bạn thấy không?
cái người mà tích cực trải bàn, tích cực quyền luôn á. Đâu có gì tình dục đâu, thấy không? Không hề tình dục, không tiền, không gì hết. Cái con kia tình dục, tiền, bạc. Tức muốn chết một người. Còn người thứ ba, thứ tư về nữa chứ. Trời ơi, nè. Cạn lời không? 100 lá cho mấy chế nè, bài nè. 100 lá này mà bóc anh chị nè. Commitment, gắn kết thật sự. Đây là một cái mối quan hệ dài lâu. Trời ơi, nó đẹp còn hơn chữ đẹp. Mấy chế ơi, muốn gì nữa? Đó bà chúc hạ luôn rồi đó. Nè. Commitment, sự hoàn thành cuối cùng. Long thân à, mối quan hệ dài lâu nè. Tình yêu chúng ta không phải là cuộc tranh đua nè. Chúng ta đến nha, đừng để cho chuyện quá khứ ám ảnh nè. Người ta đã thay đổi mình có thay đổi chưa nè. Cái người này họ biết quyền này, họ cần gì muốn gì nè. Có xứng đáng cái năng lượng của này chưa nè. Các chế không? Một cái bài tích cực vô cùng luôn đó. Thấy tay bóc bài của Kirby không? Ghê thật chứ. Mình còn sợ mình luôn á. Trời ơi. Tiếp tục. Bạc đâu có tiền nữa đó, không? Không tiền, không bạc, không cờ bạc, không gái trai, không tình dục luôn. Thấy không? 100 lá bài đó. Và tiếp xem là để họ nói gì với các bạn nha. Đâu rồi? Rồi, em biết. Anh biết là em cũng thương anh. Anh cũng thương em. Em hứa anh thay đổi. Em không sống như xưa nữa. Và anh cũng vậy. Chúng ta đến với nhau, cuộc yêu chúng ta chỉ là đua mình là mình, tiến cùng nhau, lùi cùng lùi, tiến cùng tiến. Chứ không phải chúng ta tranh đua với nhau. Và em hứa là chuyện cũng em, hồi xưa em chửi anh, em sẽ không chửi nữa. Em sẽ không phán xét đúng sai nữa. Em sẽ yêu thương, em sẽ làm cho em đẹp hơn. Em sẽ hiểu ý anh hơn. Chuyện quá khứ nhất định sẽ không trở lại. Nhưng mà anh có muốn nói gì em thì em sửa đổi. Chứ bây giờ em cũng băng quơ quá. Nè. Chính là sao? Họ đang bị ám ảnh hình ảnh của hai bạn hồi xưa giờ với nhau. Tức là gì? Họ không quên được bạn, cái hình ảnh của hai người yêu nhau hồi xưa. Bây giờ họ bị mắc kẹt trong tâm trí của họ rồi. Lúc hai người đi ăn sao họ nhớ về nè. Lúc hai người đi du lịch đâu nè, cùng ngủ, cùng cười, cùng nói, cùng chia sẻ. Họ đang bị những cái hình ảnh đó, họ ám ảnh họ mà họ không thể quên được bạn. Thấy không? Dễ thương không? Câu này đâu có tiêu cực, các bạn thấy đúng không? Trời ơi, dễ thương quá. Đáng yêu dễ sợ. Ý là họ không quên yêu cũ á. Gửi tặng bài ảnh người yêu cũ. Đã 3 năm rồi em không thể quên được người yêu đó. Gửi anh bài đó hài nhi hát các bạn. Không quên được yêu cũ. Tại vì sao? Hình ảnh của bạn gắn liền với họ nhiều quá. Họ nhớ những cái chuyến đi. Họ nhớ những lúc mà hai đứa ngồi cạnh nhau. Hai đứa ăn chung. Hai đứa ngủ chung. Hai đứa nấu ăn chung. Hai đứa cười, đứa nói. Cái hình ảnh này họ không quên được. Nhưng mà họ còn vẫn bị là cái những cái hành xử lại hồi xưa. Còn cạn kia chọn quá nhiều luôn. Tiếp tục anh nói gì nữa nha. Hiện tại là cái người này họ đang vướng trong cái việc là một là bạn hay là họ nha. Các bạn đang vướng trong cái việc tệ nạn xã hội. Mà chính cái việc này đang cản trở hai bạn nè. Không biết là bạn hay họ. Nhưng mà mình nghĩ là bạn nhiều hơn á. Các bạn đang dính một cái tệ nạn nào đó mình không biết. Về nghiện ngập. Rượu chè. Cờ bạc. Bỏ bởi bản thân của mình, nói chung là tệ nạn. Ta thấy là một trong hai bạn nhưng mà mình nghĩ khí bạn nhiều hơn. Họ ra hình như họ tâm thức rồi. Hoặc là họ không biết. Nhưng mà cái năng lượng là cái việc cản trở hai bạn là vấn đề này. Chính cái sự tệ nạn này, nghiện ngập này. Không có gái đây nha bạn. Nhiều khi người ta buồn quá, người ta tìm tới những cái này để người ta giải tỏa tâm lý. Bản thân cái người này họ bị yếu mềm trong tình cảm á. Họ tìm tới rượu là sao? Không quên được mà người yêu cũ, họ mới tìm tới rượu. Trời ơi, cũng... cái này là đẹp á. Tệ nạn không tệ nạn đẹp. Trời ơi. Nè. Cái này là cũng là về cái dụng đó luôn. Nhưng mà hỏi không? Cái này nó không phải sử dụng. Nó là cái này là xét cái dụng là sao? Là ham muốn cùng với em. Chứ không phải là chơi trò chó với mèo như cái con quỷ kia. Con quỷ kia là phục tùng. Và thấy cũng là tình yêu, cũng là về tình vấn đề 18 cộng. Một người á, là người ta sử dụng là nâng lên cái từ dễ thương vô cùng. Cái từ kia là mày phải làm nô lệ cho tao, mày phục tùng tao. Cũng đang được ham muốn các bạn, mà ham muốn ta dễ thương.
Trời ơi, anh muốn ngủ với em. Ok là em phải làm con chó cho anh, em phải phục tùng anh không phục tùng. Trời ơi, yêu nhau gì kỳ vậy? Đâu phải thú đâu phục tùng. Trời ơi. Họ nói là tại sao họ không biết, họ thấy lạc lõng, họ cảm thấy bây giờ họ bị lạc lõng trong cái việc này quá mà họ chưa tìm tới bạn, tại vì họ bị cảm thấy lạc lối á. Trả lời cho họ kìa, tại sao lạc lối kìa, nhắn tin cho ảnh đi. Tại anh lạc lối tại vì anh thiếu em, chứ anh có em trong đời là anh hết lạc lối à. Em là con đường đi của anh nè, hay là em là con đường đi của anh nè đó. Trời ơi dễ thương quá. Bây giờ mình sẽ xem là ảnh muốn gửi cho bạn gì, thông điệp gì ha. Bây giờ các bạn mình kết nối năng lượng đi, để chúng ta cái này kết thúc luôn một trải bài dễ thương á. Bây giờ các bạn sẽ đặt câu hỏi cho cái người này ha, đặt hai câu hỏi để mình biết là thật sự họ muốn gì và nghĩ gì cho các bạn tại bây giờ. Các bạn xem đi, cái trả bài này mình sẽ úp lại nhưng mà không úp liền, tại vì á cái này chỉ là trực tuyến thôi, tại dài quá các bạn sẽ không coi hết, cái này tới 2 tiếng mấy luôn mà. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi các bạn ha, bắt đầu ha, mình sẽ đếm nha. Xin kết nối năng lượng các bạn và xin một câu hỏi gửi cho cái người yêu này, cái người mà còn thương mình đó, cái người tại sao họ còn nói là họ lạc lối, mà tại sao họ cứ ám ảnh về hình ảnh của mình hoài vậy, và tại sao anh lại bị nghiện ngập, anh lại bị dính trong cái việc này. Chúng ta hứa chúng ta đến với nhau mà, mình sẽ bỏ hết chuyện cũ của tình yêu mình, không phải là tình yêu tranh đua mà mình sẽ yêu thương. Bây giờ là người đó đã sửa đổi rồi thì mình cũng muốn sửa đổi, và người đó hỏi người ta một câu hỏi đi các bạn, và mình sẽ đếm nha. 3 2 1 Trời ơi. Nè, họ nói là họ muốn hai đứa cùng say xỉn với nhau. Tức là sao? Tức là ở đây họ nói rằng á, cái việc này có những một số chuyện họ có nói được với các bạn. Họ muốn là bạn phải xỉn, bạn mới nói thật sự bạn muốn gì. Cái kiểu như là ở đây là bạn là cái người giấu cảm xúc. Các bạn yêu không yêu, nó không nói ra, giấu cảm xúc, ghét không ghét, cái kiểu người giấu cảm xúc. Họ tại vì bạn họ nói là bây giờ chỉ khi nào bạn xỉn, bạn mới đúng là con người của bạn thôi. Và họ rất yêu khi bạn xỉn. Mỗi khi bạn xỉn, bạn dễ thương vô cùng, bạn sống đúng thật con người của bạn. Còn lúc bạn tỉnh, bạn không phải vậy. Và họ yêu con người xỉn của bạn. Khi bạn say xỉn họ yêu lắm nha. Tức là sao, mình say xỉn dễ thương hơn, mình dí nhảnh hơn, mình nữ tính hơn, hay là mình say xỉn xong mình nam tính hơn, mình đàn ông hơn. Thì ở đây họ rất muốn bạn xỉn. Xỉn đi chi? Lúc xỉn là người ta sống thật với con người mình nhất. Anh muốn cái xỉn nè, xỉn rồi xong tới vụ kia luôn mới chế. Trời ơi, tới bến luôn nha. Hẹn anh đi nhậu đi. Nói chung là cái vấn đề này nhậu là tôi đó nha. Hẹn anh ngày 15 nè, số 15 nè, hẹn anh ngày 15 đi ra nhậu ở ở quán số 15 cây sòi. Chúng ta sẽ nhậu 15 thùng bia. Và con số 6 này chứng tỏ là cái sự yêu thương nha, các bạn sẽ thấy sự yêu thương qua nhậu nhẹt. Nhiều khi á cái tình yêu này là tình yêu rượu chè nha mọi người, nhiều khi nhậu xỉn làm nên sự nghiệp. Có cơ hội hãy canh ảnh đi, đi nhậu với người này đi nha. Và kế tiếp câu hỏi thứ hai nha mọi người. Và rồi sẽ đi nhậu nè, hứa là sẽ sống thật với con người nè, nhưng mà còn muốn nói gì nữa không, và khi nào chúng ta mới gặp lại chứ, muốn gặp quá rồi, mắc gặp quá rồi, mắc yêu quá rồi, tại sao trốn tôi hoài vậy, mắc yêu quá nè. Trả lời nha các bạn. Trời ơi, họ nói là bây giờ mình nên từ từ đi, em hơi bị gấp. Tức là sao, mọi chuyện là phải từ từ xíu. Có thể là lúc cái thời điểm trước đó, hai bạn đến với nhau quá nhanh, chúng ta đưa cảm xúc quá mạnh mẽ, chúng ta đến với vũ bão và chúng ta đi như vũ bão, mà hiện tại họ muốn mối quan hệ này chậm lại, mà cái chậm lại này rất là tốt. Bạn biết không, khi mà người ta muốn chậm lại là sao, người ta không muốn dứt. Chậm lại ở đây có nghĩa là họ muốn hai người có kết nối sâu sắc hơn, chứ không phải là hời hợt nữa. Cái kiểu kết chậm chậm là chắc nha các bạn, nhanh dục tốc là bắt
trung cấp là bậc đạt mà chậm là trách, do đó họ muốn cuộc tình của hai bạn nên chậm chút xíu để chúng ta thấy cái hành xử chúng ta đúng hay không đúng. Và câu hỏi thứ ba nha, câu hỏi cuối cùng mà mình kết thúc với cái việc là xem đúng sai nha ha. Và câu hỏi của ba mình điểm nha, 3, 2, 1. Chậm là tốt. Trên tiếp này, họ nói là họ cần cái sự cân bằng ở giữa bạn và họ. Tức là sao? Hồi trước hai bạn đến với nhau quá nhanh rồi, bây giờ họ cần cái sự cân bằng, tức là không quá nhanh mà không quá chậm. Cả hai tiến đến với nhau có sự suy nghĩ đàng hoàng, trưởng thành hơn. Nó rất hợp với trẻ bài này. Ở đây nè, tại vì hai con người này nè, bạn thấy không? Bạn thấy cho mình coi nè. Cả hai nhân vật này họ đã đều lấy được sự cân bằng rồi, nên họ cũng mong cầu bạn phải sống cân bằng trong vậy luôn. Hai bài cân bằng, số này cũng là cân bằng luôn. Do đó yêu cầu các bạn phải cần cân bằng lại hai bên luôn. Không quá yêu mà cũng không quá ghét, mà kiểu là không quá đam mê về 18 cộng mà cũng không quá vật chất, ở giữa là ok nhất. Mình nói các bạn rồi, hiền cũng hiền vừa thôi, mà giữ cũng vừa vừa thôi, ham muốn cái kia cũng vừa, ở cái gì mà 50 ở giữa là tốt nhất. Tất cả mọi chuyện trong đời này không quá ác mà cũng không quá hiền, mà ham muốn cũng phải không ham muốn tột đỉnh mà cũng không phải là không được luôn, không được lãnh cảm, ở giữa cân bằng. Cái gì mà nó cân bằng ở giữa là ok, vừa con người mà vừa kiểu là ở giữa là ok, cân bằng là vậy đó. Và kế tiếp mình sẽ xem thử là các bạn sẽ được hay không được ha. Và kết thúc cho bài luôn nha mọi người ơi, trễ quá rồi. Và xin kết nối năng lượng cùng con rắc cho biết được là hai bạn có thể đến với nhau được hay không. Và xin con rắc vũ trụ ha, mình thích thở vào ha, thích bắt đầu mọi nha. Làm liền luôn kìa. Dạ được cho mọi người. Họ nói là họ được đó. Trời ơi, khúc này là muốn quậy rồi nè. Năng lượng mạnh quá. Để mình coi tại sao năng lượng mạnh đến cho các bạn. Mình thấy hình như đang có một cái năng lượng nó đang vô trả bài mình đó. Nó làm giải đổ tùm lum hết à. Để mình coi cái gì, điều gì muốn nói. Ở đây trời, bạn thấy không, nó đứng không được nè. Để mình coi cái gì mà muốn nói đây. Tại nhiều khi với năng lượng này vô có những cái năng lượng khắc ám nha bạn nha, chứ phải đơn giản đâu nha. Nhiều khi trẻ bài là có người khác nói chứ phải mình nói luôn đó. Mình nói thiệt các bạn. Nên tại sao mình rất là cẩn thận trong cái việc mà hồi cúng này, mình không muốn cho cái năng lượng bậy vô á. Cái chị mà cứ bị gặp ma là như mỗi ngày, mình thấy người âm mà hình như là hàng ngày luôn á. Mình nói thiệt các bạn luôn á, nó muốn quậy vậy rồi. Để mình xem nha, tại muốn gì đây. Bây giờ ở đây là hai cái giống nhau không vậy? Rồi tại sao không cho trải bài vậy chế? Lý do? Muốn ngừng trải bài không? Lý do tại sao ngừng nha? Họ nói là cái việc này họ làm họ không được vui. Tại sao không vui? Thấy quậy là thấy không vui rồi đó. Tại vì ở đây có một năng lượng không muốn nói chuyện với tụi mình á. Tại sao không vui? Tại họ thấy là họ không muốn là mọi người nghĩ theo cách này. Tại sao không muốn cách này là sao chế? Chứ chuyển mặt không vậy? Không vui là tại sao? Phá cho bài người ta rồi đó, không vui là lý do tại sao? Tại vì á, họ nói là cái bản thân của họ lúc này họ muốn đi tìm bản ngã của họ rồi.
thế chế này bị tâm bị âu thần kinh rồi. Tức là sao? Tức là muốn không muốn cho bài tiếp, tại vì muốn tìm bản ngã, mà lý do tại sao muốn tìm bản ngã? Nó nói là họ muốn, trời ơi, họ muốn là họ có một cảm xúc thật sự với bạn. Tại vì có thể là tốt, dễ thương á, cái kiểu là họ muốn đi tìm bản thân, nhưng mà họ lại cần muốn cảm xúc thật sự với các bạn để họ mới tiến cuộc đời các bạn một lần nữa. Năng lượng dễ thương. Đó là bây giờ cứ để cho mọi chuyện tự nhiên, đừng có đối xử với họ như vậy nữa. Tại vì họ cảm thấy là họ chưa có xứng đáng với cuộc đời này lúc này. Lý do tại sao xứng đáng? Sửa đổi là được rồi. Thấy sửa đổi là tốt mà, tại sao là không xứng đáng? Họ nói là họ không có muốn cái chuyện này tái diễn một lần nữa, tại vì họ không muốn cái chuyện nó xảy ra hoài như vậy. Họ chế này nói chuyện cũng lì dễ sợ á. Dẫn cho vòng vòng hoài vậy. Tại sao không nói chuyện là cái gì mới được chứ, trong nguyên nhân chứ, vô duyên quá vậy. Họ nói là họ sợ bị nghiệp quá, quả báo. Mà lại sao bị quả báo? Bộ có người yêu khác hay sao mà quả báo? Năng lượng tịnh rồi các bạn, năng lượng tịnh rồi đó, thấy không? Thích quậy vậy đó. Tại sao? Họ nói họ không muốn xảy ra một cái drama một nữa, tức là họ không muốn cái vấn đề này cứ tùm lum tà la nữa. Nhưng mà nguyên nhân từ ai chứ? Tự nhiên bây giờ nó nguyên nhân tùm lum tà la như vậy, nhưng mà nguyên nhân từ ai? Nó nói là tất cả là tại vì họ sợ mất bạn mà thôi. Trời ơi, yêu nó yêu đi cha, trời tức dễ sợ, đi vòng vòng hoài. Rồi các bạn, xin kết thúc cho bài các bạn ở đây nha. Cho họ thêm thời gian đi. Chắc chắn mối tình này sẽ có khả năng trở lại. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình xin kết thúc cho bài ở đây ha. Chào tạm biệt mọi người.